Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 62. Chẳng lẽ mình đánh bạc thua sao? Vào lúc Dương Diệp sinh ra suy nghĩ này, Nhân Nhân lại buông hắn ra, sau đó phi thường nghiêm túc nói. Ca ca, ngươi ngàn vạn đừng để cho người khác biết rõ ngươi có bổn nguyên tử khí, bằng không thì, rất nhiều lão quái vật trong thành sẽ ăn người. Những lão quái vật kia đều rất lợi hại, đặc biệt là mù lòa ra ra, còn có quái vật không đầu, ca ca ngươi bây giờ không đánh lại bọn họ. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp thả lỏng thật nhiều, chính mình thành công. Dương Diệp cười cười, hắn vươn tay xoa cái đầu nhỏ nhắn của Nhân Nhân, nói. Ca ca biết rõ, cho nên, ta mới bảo Nhân Nhân không nên nói cho người khác biết, bằng không thì, ca ca có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhân Nhân dùng ánh mắt chân thành nhìn Dương Diệp, nói. Nhân Nhân sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, đột nhiên hắn dò xét Nhân Nhân. Trừ đôi tay trắng tinh ra, trên mặt, cổ Nhân Nhân đều bám một tầng chất bẩn, đặc biệt là tóc, giống như mấy tháng chưa từng tắm, tóc của nàng dính chặt vào nhau. Còn có quần áo rách dưới đừng nói, hơn nữa còn rất bẩn. Tóm lại, Nhân Nhân lúc này giống như một tiểu ăn mày. Nhân Nhân, vì sao ngươi không tắm? Dương Diệp hỏi. Tắm rửa. Nhân Nhân nháy mắt mấy cái, nói. Tắm rửa thế nào? Dương Diệp. Nhân Nhân lại nói. Ca ca dạy ta được không? Nhân Nhân chưa từng tắm sao? Dương Diệp hỏi. Nhân Nhân lắc đầu, nói. Không có ai dạy Nhân Nhân cả. Vì sao ngươi ăn người? Dương Diệp hỏi. Bởi vì đói. Nhân Nhân trả lời rất hiển nhiên. Ngươi đói thì ăn người sao? Dương Diệp cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Bằng không thì ăn gì? Nhân Nhân hỏi lại. Dương Diệp. Sau nửa ngày, Dương Diệp vỗ vỗ chính mình cái trán, bởi vì hắn đoán đúng vậy, trước mắt này Nhân Nhân hành vi, hoàn toàn là xuất từ bản năng, tựu như là một chỉ tiểu dã thú đồng dạng, đói muốn ăn, gặp được nguy hiểm muốn giết. Mà nàng sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì không có nhân giáo nàng duyên cớ. Đương nhiên, cũng không có ai dám dạy, dù sao, thực lực Nhân Nhân thật sự quá mức khủng bố. Người bình thường không nhìn thấy nàng, mà người nhìn thấy nàng lại kiêng kỵ sợ nàng ăn mình. Dương Diệp xoa xoa đầu Nhân Nhân, nói. Nhân Nhân, người bây giờ mấy tuổi? Nhân Nhân nghĩ kỹ, nói. Không biết, dù sao ta đã ở nơi này thật lâu. Dương Diệp sờ sờ tay của Nhân Nhân, hắn trầm ngâm nửa ngày, trong nội tâm Dương Diệp sinh ra sóng to gió lớn, bởi vì, số tuổi thật sự của Nhân Nhân cũng giống như vẻ ngoài của nàng, tối đa chỉ tới 10 tuổi. Bởi vì căn cốt của Nhân Nhân là 10 tuổi, cũng không phải lão quái vật phản lão hoàn đồng. 15 tuổi, thực lực khủng bố như vậy. Sau nửa ngày, áp chế khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Nhân Nhân, ngươi, tại sao ngươi lợi hại như thế? Nhân Nhân trầm mặc, không nói gì. Dương Diệp cười cười nói. Nếu như ngươi không muốn nói thì thôi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, hắn cũng có, cho nên hắn hiểu. Nhân Nhân ngẩng đầu lên, nói. Dâu bạc ra ra nói không nên nói cho người bình thường biết. Ca ca cũng giống như mẫu thân, không phải người bình thường, cho nên, có thể nói, đúng không? Dương Diệp nheo mắt, dâu bạc ra ra. Không cần phải nói, đó là nhân vật nghịch thiên. Nhân Nhân nói. Thời điểm Nhân Nhân vừa biết đi, Nhân Nhân đụng phải một dâu bạc ra ra. Dâu bạc ra ra nói Nhân Nhân có thân thể thôn phệ, có thể theo bản năng thôn phệ tất cả năng lượng. Sau khi đạt tới trình độ nào đó còn có thể thôn phệ hư không, thiên địa, tinh hà, tóm lại có thể thôn phệ tất cả vật chất. Tuy Nhân Nhân không hiểu, nhưng cảm giác nó rất lợi hại. Bản năng thôn phệ hư không, thiên địa, tinh hà, tất cả vật chất năng lượng. Dương Diệp cảm giác tay của mình đang run. Nhân Nhân lại nói. Lúc ấy dâu bạc ra ra nói hắn không đành lòng giết ta, sau đó hắn gieo xuống công pháp thôn phệ quyết trong người ta, nói ta phải tu luyện thật tốt, sau đó còn nói, hy vọng ta có thể gặp được công pháp thể chất có thể khắc chế ta, hoặc là người nào đó. Cuối cùng. Hắn sờ sờ đầu ta và biến mất. Dương Diệp lại xoa đầu Nhân Nhân lần nữa, sau đó nói. Đây là cơ duyên của ngươi. Thế nhưng mà, tại sao những người xấu kia lại giết mẫu thân của ngươi? Còn đối xử với ngươi như vậy? Đây là điểm Dương Diệp không nghĩ ra, bởi vì nhà nào có thiên tài như Nhân Nhân cũng sẽ trân quý như bảo bối, thậm chí có hy sinh cả gia tộc cũng phải bảo hộ nàng. Dù sao,
chỉ cần thiên tài như thế phát triển có thể chấn hưng một gia tộc. Nhân Nhân cúi đầu trầm mặc rất lâu mới nói. Bọn họ nói Nhân Nhân là con tư sinh, nói mẫu thân không biết xấu hổ, còn nói Nhân Nhân là quái vật, sẽ làm tu vi người khác giảm đi. Nói đến đây, đột nhiên Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, ủy khuất nói. Thế nhưng ta chưa từng thôn phệ bọn họ còn giết mẫu thân, còn chém đứt tay của ta. Bọn họ vốn cũng muốn giết ta, nhưng đại nương nói muốn Nhân Nhân sống không bằng chết, sau đó vứt bỏ ta tới đây. Nói xong lời cuối cùng, giọng của Nhân Nhân càng ngày càng nhỏ, trên mặt lại đầy nước mắt. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ôn nhu nói. Đừng nghĩ những việc này, về sau bắt đầu lần nữa. Hắn không có xui khiến Nhân Nhân phải đi về báo thù, bởi vì làm thế sẽ hại nàng, hơn nữa, chính hắn cũng không có thực lực đi trợ giúp nàng. Hắn hiện tại có thể làm chính là giúp nàng sống vui vẻ hơn mà thôi. Nghe xong Nhân Nhân nói chuyện, Dương Diệp càng kiên định tín niệm trong lòng mình, đó chính là trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không ai dám xúc phạm tới hắn. Thế giới này chính là như vậy, không có thực lực, người ta sẽ hại ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn. Đạo lý, quy tắc, luật pháp. Đó là thứ ước thúc kẻ yếu. Dương Diệp xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của Nhân Nhân, sau đó nói. Chờ ta ở đây, ta sẽ lập tức quay về. Nhân Nhân gật đầu, nói. Ngươi nhất định phải trở lại. Đối với Dương Diệp, nàng có cảm giác ỷ lại vô hình. Dương Diệp cười cười, thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Qua một lúc sau, Dương Diệp lại xuất hiện trong phòng của Nhân Nhân. Dương Diệp đặt một cái bồn tắm trên đất, bên trong còn có nước. Dương Diệp nhìn Nhân Nhân, nói. Cởi quần áo ra. Nhân Nhân không chút do dự cởi sạch, Dương Diệp cũng không sinh ra tạp niệm gì với đứa trẻ, hắn cũng không phải xúc sinh, hơn nữa trong lòng hắn, Nhân Nhân chẳng khác gì Tiểu Giao, Lôi Lâm, Bảo Nhi. Dương Diệp rất tự nhiên ôm lấy Nhân Nhân, thả nàng vào trong thùng tắm, nói. Chính mình tắm đi, tắm rửa sạch sẽ, hiểu chưa? Nhân Nhân mờ mịt gật gật đầu, sau đó bắt đầu lăn mình trong nước. Dương Diệp liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã sắp hừng đông. Ca ca, ta tắm xong rồi. Lúc này, đột nhiên Nhân Nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nàng, hắn lắc đầu, nói. Ta giúp ngươi vậy. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp bế Nhân Nhân ra khỏi thùng tắm, sau đó hắn lật tay, hắn lấy ra rất nhiều quần áo đã mua trước đó, nói. Ngươi ưa thích bộ nào? Nhân Nhân nhìn quần áo rất lâu, cuối cùng chỉ vào một bộ váy màu xanh lá. Dương Diệp gật đầu, sau đó mặc giúp nàng. Sau khi Nhân Nhân mặc xong, nàng giống như một con búp bê sứ, đáng yêu lại không mất linh tính, từ đó có thể thấy được, sau khi nàng lớn lên sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Dương Diệp đưa một nạp giới tới trước mặt Nhân Nhân, sau đó nói. Trong đây có rất nhiều thứ ngươi thích ăn, ngươi có thể ăn thật lâu, về sau không cho phép ăn người, biết không? Nhân Nhân gật đầu. Dương Diệp lại nói. Chữ ăn, trong đó còn có rất nhiều quần áo, dù sao ta mua cho ngươi rất nhiều thứ, về sau chính ngươi xem. Nhớ kỹ, về sau một ngày phải tắm một lần, không cho phép bẩn như lúc trước, biết không? Nhân Nhân lại gật đầu. Dương Diệp còn chuẩn bị nói cái gì, lúc này, đột nhiên Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Ca ca phải đi sao? Dương Diệp nao nao, sau đó gật gật đầu. Nhân Nhân nói. Ca ca, ta đi với ngươi. Dương Diệp lại lắc đầu. Vì cái gì? Nhân Nhân ủy khuất. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói. Ngươi ở nơi này chính là người của Vô Danh Thành, cho dù tên xấu xa kia mang rất nhiều người tới, hắn cũng không làm gì được ngươi, bởi vì người ở đây sẽ giúp ngươi. Nhưng nếu như ngươi theo ta, khi đó ngươi không tính là người Vô Danh Thành, hơn nữa, ngươi còn bị cuốn vào ân oán giữa ta và Thánh Địa, khi đó, ta sẽ hại ngươi. Thực lực của Nhân Nhân không cần nghi ngờ, nhưng nếu như không có những người Vô Danh Thành giúp nàng, nàng một người không thể đối kháng với Thánh Đường. Hắn cũng muốn nàng đi theo, dù sao nàng thực lực rất mạnh, có trợ giúp lớn cho hắn và Nam Vực, nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy, bởi vì chính mình mà cuốn Nhân Nhân vào ân oán với Thánh Đường. Hơn nữa, Nhân Nhân ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ ỷ lại Nhân Nhân, từ đó sẽ bất lợi cho sự phát triển của hắn. Dương Diệp xoa xoa đầu Nhân Nhân, nói. Đừng thương tâm, ta cũng không phải không trở lại. Chờ ta giải quyết chuyện của ta xong, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi, được chứ?
nhất định phải trở lại. Nhân Nhân rất chân thành nhìn Dương Diệp, nói. Ca ca không trở lại, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhất định. Dương Diệp cười cười, hắn xoa xoa đầu Nhân Nhân, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi thật lâu, Nhân Nhân mới quay người trở lại trên giường mình. Nàng xuất ra chiếc nhẫn mà Dương Diệp đưa cho nàng và buộc vào vòng cổ màu đỏ, nàng cũng nhìn nạp giới Dương Diệp đưa cho nàng, cuối cùng mới nằm trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vui vẻ. Trời còn chưa sáng, Dương Diệp đã ra khỏi Vô Danh Thành. Vừa ra thành, một người đã ngăn cản ở trước mặt hắn, người tới không phải Hà Chí Tôn, mà là Minh Nữ. Ta nên gọi ngươi là Dương Diệp hay là Dương Man? Minh Nữ nói với Dương Diệp. Không phải ngươi sớm biết rồi sao? Dương Diệp đứng tại chỗ nhìn thẳng Minh Nữ, hắn cho rằng người chờ hắn ở nơi này là Hà Chí Tôn, hoặc là siêu cấp cường giả của Thánh Đường, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là Minh Nữ, việc này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Nữ nói, từ lần đầu tiên gặp người thì ta đã nhận ra ngươi, bởi vì trên đời này không có thứ gì có thể gạt đôi mắt của ta. Biết rõ vì cái gì ta không vạch trần người, nhưng lại nhiều lần giúp ngươi không? Đây là điểm làm ta không hiểu. Dương Diệp nói. Minh Nữ nói. Thánh địa có thể tiêu diệt huyền giả đại lục trong nháy mắt tức diệt. Nhưng hiện tại thì khác, ở huyền giả đại lục có hai nhân vật có thể làm thành địa phải cẩn thận. Tăng thêm huyền giả đại lục lúc này đã nhất thống, cho nên, huyền giả đại lục đã có uy hiếp nhất định với thánh địa, đặc biệt huyền giả nghịch loại sắp xuất thế. Ngươi muốn ta dẫn đầu huyền giả đại lục đầu nhập vào thánh địa? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ lắc đầu, nói. Ta không có ngây thơ như vậy. Ta từng nói với ngươi, trong thế giới này, muốn sống sót, nhất định phải giết huyền giả nghịch loại. Không giết huyền giả nghịch loại, ngươi, còn có tất cả người trên huyền giả đại lục đều sẽ chết, đương nhiên, kể cả thánh địa chúng ta. Huyền giả nghịch loại không chết, mọi người chúng ta đều phải chôn cùng. Trong mắt của ta, chúng ta nên liên thủ đối địch. Huyền giả nghịch loại chết hay không chết ta không biết, ta chỉ biết rằng, thánh địa các ngươi lúc trước muốn giết ta, hiện tại cũng muốn ta chết. Dương Diệp nói. Minh Nữ nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Một cơ hội cuối cùng, đáp ứng mang theo huyền giả đại lục đầu nhập vào thánh địa. Dương Diệp lật tay một cái, man thần chùy xuất hiện bên tay phải, một cái thuẫn xuất hiện bên tay trái. Đây là đáp án của ta, tin tưởng ta, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Minh Nữ, người này giao cho ngươi. Một giọng nói vang lên phía chân trời. Dương Diệp nghe được, đó là giọng của Hà Chí Tôn. Nhưng lại làm cho Dương Diệp khó hiểu chính là, Hà Chí Tôn đã rời đi. Minh Nữ nói, người buông tha cơ hội cuối cùng, thánh địa không muốn trong tương lai khi giao thủ với huyền giả nghịch phải còn bị huyền giả đại lục chọc đao sau lưng. Cho nên, thánh chủ đã xé rách không gian đi thông huyền giả đại tục, hai vị Chí Tôn, 10 bán thánh trung cấp, trên 100 bán thánh đã đi về phía huyền giả đại tục, một ngày sau, hai vị Chí Tôn và 10 vị bán thánh trung cấp. Còn có trên 100 bán thánh sẽ thông qua đường hầm không gian đi tới huyền giả đại lục. Ngươi nên biết hậu quả. Khi Minh Nữ dứt lời, 20 lão giả áo trắng xuất hiện bên cạnh. Bán thánh, toàn bộ tà bán thánh, trong đó còn có 3 người là bán thánh trung cấp. Dương Diệp không quan tâm tới đám bán thánh, trong đầu hắn chỉ có lời nói của Minh Nữ, hai vị Chí Tôn và những bán thánh kia tiến về huyền giả đại lục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục đạo và Mạc lão có thể ngăn cản được không? Minh Nữ nói. Ta biết rõ ngươi có khôi lỗi bán thánh, cho nên đã mời các trưởng lão tới. Ngươi không cần bán thánh, những trưởng lão này sẽ không xuất thủ. Ngươi muốn đấu với ta? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Minh Nữ. Minh Nữ nói. Ta nghĩ, ngươi khẳng định muốn biết thực lực chân chính của ta. Được, ta cũng tò mò thực lực của ngươi, hôm nay. Sao không để chúng ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình? Dương Diệp nhìn xem Minh Nữ nửa ngày, sau đó gật đầu, nói. Vậy thì đến đi. Đến. Nói xong, Minh Nữ mở to mắt của mình, một tia sáng trắng và đen bay ra khỏi đôi mắt của Minh Nữ. Bành bành. Đôi chân của Dương Diệp đạp xuống đất và lùi về phía sau trăm trượng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn, thuẫn bên tay trái của hắn đã rạn nứt. Vèo. Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, âm thanh rất cứng, một sợi dây màu đen đánh vào thuẫn của Dương Diệp rút lui hơn trăm trượng lần nữa, còn lần này,
thuẫn trong tay hắn không còn may mắn như lần trước, nó trực tiếp nổ tung và hóa thành vô số mảnh vỡ. Thực lực của điện hạ rất mạnh, cách đó không xa, một lão giả áo bào trắng của thánh đường trầm giọng nói. Một tấm chắn dùng thiên ngoại kỳ thạch tạo thành, cho dù ta có ra tay cũng không thể đánh nát, mà điện hạ lại dễ dàng đánh nát nó, thực lực như thế đã làm ta cảm thấy xấu hổ. Điện hạ không thể kết luận theo lẽ thường. Một danh khác lão giả áo bào trắng ánh nhìn sang Dương Diệp, nói. Kỳ thật, ta càng cảm thấy tò mò về người này. Người này thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, thân thể đã siêu việt bán thánh, nghe đồn hắn có kiếm ý thiên giai nhất trọng, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm vực. Tuy người này là kẻ địch của thánh địa chúng ta nhưng không phải không thừa nhận, thánh địa trừ điện hạ ra, chỉ sợ không người nào là đối thủ của hắn, cho dù là những siêu cấp thiên tài của Cố gia và Nguyên gia cũng không bằng. Lão giả áo bào trắng nói. Xem một chút đi, nhìn đệ nhất thiên tài của thế giới này đại chiến kiếm hoàng đương đại. Ca ca, cố gắng lên. Một giọng nói vang lên. Dương Diệp nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy trên vô danh thành. Chẳng biết lúc nào xuất hiện từng bóng người, trong những bóng người này có lão già mù, bên cạnh lão già mù chính là Nhân Nhân. Nhìn thấy hắn nhìn về hướng nàng, Nhân Nhân tươi cười vẫy tay với hắn. Dương Diệp cũng cười cười, sau đó hắn xoay người nhìn Minh Nữ, nói. Trước kia khi giao thủ cùng giai, ta đều miểu sát đối thủ, quá không có ý nghĩa, hiện tại ta đã có đối thủ xứng tầm. Nói xong, Dương Diệp đạp mạnh chân phải xuống đất, oanh, một tiếng. Mặt đất sụp xuống, mà bản thân hắn mượn nhờ trợ lực cường đại của mặt đất, thân thể hắn bay đi giống như đạn pháo. Không đến nửa giây Dương Diệp xuất hiện trên đỉnh đầu của Minh Nữ, trong tay cầm man thần chùy mang theo lực lượng vạn quân nện xuống. Vào thời khắc này, lực lượng ẩn chứa bên trong man thần chùy bộc phát đánh vị trí Minh Nữ đang đứng lõm xuống. Lúc này, xiềng xích trên người Minh Nữ rung động, xiềng xích giống như độc xà quấn quanh man thần chùy của Dương Diệp. Keng! Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian. Khi xiềng xích va chạm với man thần chùy trong tay Dương Diệp rung động mạnh, ngay sau đó có lực lượng khủng khiếp từ man thần chùy truyền vào tay phải của hắn, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, bởi vì cánh tay phải của hắn cũng rung động giống như man thần chùy, tâm niệm vừa động, man thần giáp bám lên người, man thần chùy nằm trong tay. Keng! Lúc này xích sắt đánh thẳng lên man thần chùy, lực lượng cường đại trực tiếp đánh Dương Diệp ngã về phía sau. Mà những xích sắt kia chẳng khác gì dòi bọ trong xương, nó xé nát không gian và bay thẳng về phía Dương Diệp. Tốc độ xiềng xích cực nhanh, Dương Diệp còn chưa khôi phục tinh thần đã xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt Dương Diệp nhắm lại, man thần chùy trong tay hắn đánh thẳng vào xiềng xích. Oanh! Một tia lửa bắn tung tóe, cả hai sinh ra lực lượng cường đại đủ sức xé rách không gian, vô số khe hở như mạng nhện xuất hiện trên không gian. Dương Diệp bộc phát lực lượng cực mạnh. Nhưng lại bị đánh bay lần nữa, Dương Diệp rơi xuống mặt đất. Nhưng thời khắc hắn vừa rơi xuống đất, lúc xiềng xích xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa, lần này lực lượng ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn rất nhiều. Xiềng xích vạch phá không gian, từng đợt khí lãng giống như cự long bộc phát, khí lãng này làm không gian rung động rất mạnh. Lúc này, Dương Diệp không còn dùng một tay cầm man thần chùy, mà là hai tay cầm man thần chùy. Chân trái tiến lên một bước. Một khe rãnh xuất hiện dưới chân Dương Diệp. Hai tay nắm lấy man thần chùy, huyền khí trong cơ thể lao nhanh như nước biển, cuối cùng hóa thành dòng sông trên tay hắn. Gầm lên một tiếng, Dương Diệp dùng hai tay cầm lấy man thần chùy nện xuống. Keng! Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp xuống, mà man thần chùy và xiềng xích va chạm tạo thành vết nứt không gian, ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ, xiềng xích màu đen bị rung động. Dương Diệp bị đánh bay về phía sau. Vào thời khắc này, lực lượng ẩn chứa bên trong man thần chùy bộc phát đánh vị trí Minh Nữ đang đứng lõm xuống. Lúc này, xiềng xích trên người Minh Nữ rung động, xiềng xích giống như độc xà quấn quanh man thần chùy của Dương Diệp. Keng! Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp xuống, mà man thần chùy và xiềng xích va chạm tạo thành vết nứt không gian, ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ. Xiềng xích màu đen bị rung động, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau. Rất mạnh. Nhìn thấy cảnh này, một lão giả áo bào trắng bán thánh trầm giọng nói. Những lão giả áo bào trắng bán thánh khác cũng đồng ý gật đầu. Rất mạnh, không ngớt Minh Nữ không thể đánh bại Dương Diệp. Bởi vì một búa của Dương Diệp trước kia đã làm bọn họ sinh ra cảm giác nguy hiểm.
nhưng trong lòng bọn họ, Minh Nữ còn mạnh hơn Dương Diệp, không nói việc khác, chỉ từ giao thủ vừa rồi là có thể thấy được. Cho tới bây giờ, Dương Diệp vẫn lâm vào cảnh bị động chịu đòn, hắn chỉ có thể chống đỡ, một lần phản công duy nhất cũng bị Minh Nữ ngăn cản được. Đương nhiên, bọn họ không có nghĩ tới một vấn đề khác, cho tới bây giờ, Dương Diệp hiện tại còn chưa dùng tới kiếm. Ta đã giao thủ với Long tộc Long Huyền, hắn là thiên tài mạnh nhất Long tộc thế hệ trẻ, hắn so với ngươi, lực lượng thân thể của hắn còn kém hơn ngươi nhiều. Ngươi là người có lực lượng thân thể và phòng ngự mạnh nhất ta từng thấy. Minh Nữ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói. Nhưng với ta mà nói, thân thể của ngươi còn chưa đủ, cho dù ngươi mặc man thần giáp cầm man thần chùy. Ánh mắt Dương Diệp nhìn xiềng xích lên người Minh Nữ biết rõ ý của Dương Diệp nên dừng lại nói. Minh U Xích, nó thuộc về thiên giai, còn tốt hơn bảo vật của ngươi nhiều. Nói đến đây, xiềng xích trên người nàng tỏa ra ánh sáng âm u, nói. Kế tiếp ta sẽ dùng huyền kỹ tiên giai, cho nên, người xuất kiếm. Gì? Dương Diệp thở ra một hơi, gật gật đầu, hắn thu man thần chùy trở lại, cổ tay khẽ động, vọng nguyệt kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhìn vọng nguyệt kiếm trong tay, Dương Diệp mỉm cười, đây là mục thanh phong cấp cho hắn, nhưng hắn lại quên. Trước kia vọng nguyệt kiếm tổn hại qua, tuy kiếm này có năng lực tự trị kiệu, bởi vậy, kiếm này đã khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chính thức bắt đầu. Nói xong câu này, trong người Dương Diệp bộc phát kiếm ý cường đại. Một tấm chắn dùng thiên ngoại kỳ thạch tạo thành, cho dù ta có ra tay cũng không thể đánh nát, mà điện hạ lại dễ dàng đánh nát nó, thực lực như thế đã làm ta cảm thấy xấu hổ. Điện hạ không thể kết luận theo lẽ thường. Một danh khác lão giả áo bào trắng ánh nhìn sang Dương Diệp, nói. Kỳ thật, ta càng cảm thấy tò mò về người này. Người này thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt. Thân thể đã siêu việt bán thánh, nghe đồn hắn có kiếm ý thiên giai nhất trọng, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm vực. Tuy người này là kẻ địch của thánh địa chúng ta nhưng không phải không thừa nhận, thánh địa trừ điện hạ ra, chỉ sợ không người nào là đối thủ của hắn, cho dù là những siêu cấp thiên tài của Cố gia và Nguyên gia cũng không bằng. Lão giả áo bào trắng nói. Xem một chút đi, nhìn đệ nhất thiên tài của thế giới này đại chiến kiếm hoàng đương đại. Ca ca, cố gắng lên. Một giọng nói vang lên. Dương Diệp nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy trên vô danh thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng bóng người, trong những bóng người này có lão già mù, bên cạnh lão già mù chính là Nhân Nhân. Nhìn thấy hắn nhìn về hướng nàng, Nhân Nhân tươi cười vẫy tay với hắn. Dương Diệp cũng cười cười, sau đó hắn xoay người nhìn Minh Nữ, nói. Trước kia khi giao thủ cùng giai, ta đều miểu sát đối thủ, quá không có ý nghĩa, hiện tại ta đã có đối thủ xứng tầm. Nói xong, Dương Diệp đạp mạnh chân phải xuống đất, oanh, một tiếng, mặt đất sụp xuống, mà bản thân hắn mượn nhờ trợ lực cường đại của mặt đất, thân thể hắn bay đi giống như đạn pháo. Không đến nửa giây Dương Diệp xuất hiện trên đỉnh đầu của Minh Nữ, trong tay cầm man thần chùy mang theo lực lượng vạn quân nện xuống. Vào thời khắc này, lực lượng ẩn chứa bên trong man thần chùy bộc phát đánh vị trí Minh Nữ đang đứng lõm xuống. Lúc này, xiềng xích trên người Minh Nữ rung động. Xiềng xích giống như độc xà quấn quanh man thần chùy của Dương Diệp. Keng! Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không gian. Khi xiềng xích va chạm với man thần chùy trong tay Dương Diệp rung động mạnh, ngay sau đó có lực lượng khủng khiếp từ man thần chùy truyền vào tay phải của hắn. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, bởi vì cánh tay phải của hắn cũng rung động giống như man thần chùy. Tâm niệm vừa động, man thần giáp bám lên người, man thần chùy nằm trong tay. Keng! Lúc này xích sắt đánh thẳng lên man thần chùy, lực lượng cường đại trực tiếp đánh Dương Diệp ngã về phía sau. Mà những xích sắt kia chẳng khác gì dòi bọ trong xương, nó xé nát không gian và bay thẳng về phía Dương Diệp. Tốc độ xiềng xích cực nhanh, Dương Diệp còn chưa khôi phục tinh thần đã xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt Dương Diệp nhắm lại, man thần chùy trong tay hắn đánh thẳng vào xiềng xích. Oanh! Một tia lửa bắn tung tóe, cả hai sinh ra lực lượng cường đại đủ sức xé rách không gian. Vô số khe hở như mạng nhện xuất hiện trên không gian. Dương Diệp bộc phát lực lượng cực mạnh, nhưng lại bị đánh bay lần nữa, Dương Diệp rơi xuống mặt đất. Nhưng thời khắc hắn vừa rơi xuống đất, lúc xiềng xích xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa, lần này lực lượng ẩn chứa trong đó còn mạnh hơn rất nhiều. Xiềng xích vạch phá không gian, từng đợt khí lãng giống như cự long bộc phát, khí lãng này làm không gian rung động rất mạnh. Lúc này,
Dương Diệp không còn dùng một tay cầm man thần chùy, mà là hai tay cầm man thần chùy. Chân trái tiến lên một bước, một khe rãnh xuất hiện dưới chân Dương Diệp. Hai tay nắm lấy man thần chùy, huyền khí trong cơ thể lao nhanh như nước biển, cuối cùng hóa thành dòng sông trên tay hắn. Gầm lên một tiếng, Dương Diệp dùng hai tay cầm lấy man thần chùy nện xuống. Keng! Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp xuống, mà man thần chùy và xiềng xích va chạm tạo thành vết nứt không gian, ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ, xiềng xích màu đen bị rung động, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau. Vào thời khắc này, lực lượng ẩn chứa bên trong man thần chùy bộc phát đánh vị trí minh nữ đang đứng lõm xuống. Lúc này, xiềng xích trên người minh nữ rung động, xiềng xích giống như độc xà quấn quanh man thần chùy của Dương Diệp. Keng! Tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất Dương Diệp đang đứng sụp xuống, mà man thần chùy và xiềng xích va chạm tạo thành vết nứt không gian, ngay sau đó lại có một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bị phá vỡ, xiềng xích màu đen bị rung động, Dương Diệp bị đánh bay về phía sau. Rất mạnh! Nhìn thấy cảnh này, một lão giả áo bào trắng bán thánh trầm giọng nói. Những lão giả áo bào trắng bán thánh khác cũng đồng ý gật đầu. Rất mạnh, không ngớt minh nữ không thể đánh bại Dương Diệp. Bởi vì một búa của Dương Diệp trước kia đã làm bọn họ sinh ra cảm giác nguy hiểm. Nhưng trong lòng bọn họ, minh nữ còn mạnh hơn Dương Diệp, không nói việc khác, chỉ từ giao thủ vừa rồi là có thể thấy được. Cho tới bây giờ, Dương Diệp vẫn lâm vào cảnh bị động chịu đòn, hắn chỉ có thể chống đỡ, một lần phản công duy nhất cũng bị minh nữ ngăn cản được. Đương nhiên, bọn họ không có nghĩ tới một vấn đề khác, cho tới bây giờ, Dương Diệp hiện tại còn chưa dùng tới kiếm. Ta đã giao thủ với Long tộc Long Huyền, hắn là thiên tài mạnh nhất Long tộc thế hệ trẻ, hắn so với ngươi, lực lượng thân thể của hắn còn kém hơn ngươi nhiều. Ngươi là người có lực lượng thân thể và phòng ngự mạnh nhất ta từng thấy. Minh nữ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói. Nhưng với ta mà nói, thân thể của ngươi còn chưa đủ. Cho dù ngươi mặc man thần giáp cầm man thần chùy. Ánh mắt Dương Diệp nhìn xiềng xích lên người minh nữ biết rõ ý của Dương Diệp nên dừng lại nói. Minh U Xích, nó thuộc về tiên giai, còn tốt hơn bảo vật của ngươi nhiều. Nói đến đây, xiềng xích trên người nàng tỏa ra ánh sáng âm u, nói. Kế tiếp ta sẽ dùng huyền kỹ tiên giai, cho nên, người xuất kiếm. Gì? Dương Diệp thở ra một hơi, gật gật đầu. Hắn thu man thần chùy trở lại, cổ tay khẽ động, vọng nguyệt kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhìn vọng nguyệt kiếm trong tay, Dương Diệp mỉm cười, đây là mục thanh phong cấp cho hắn, nhưng hắn lại quên. Trước kia vọng nguyệt kiếm tổn hại qua, tuy kiếm này có năng lực tự trị kiệu, bởi vậy, kiếm này đã khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chính thức bắt đầu. Nói xong câu này, trong người Dương Diệp bộc phát kiếm ý cường đại. Kiếm ý thiên giai nhị trọng. Nhìn thấy trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra kiếm ý, tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì đó là kiếm ý thiên giai nhị trọng, hơn nữa khu vực này còn bị cường giả bán thánh trói buộc. Đương nhiên, bọn họ không khiếp sợ việc này, mà là bọn họ sợ hãi khi thấy kiếm ý thiên giai nhị trọng lại tuôn ra từ cơ thể một thiếu niên. Nếu không có điện hạ, chỉ sợ ngàn vạn thiên tài của thánh địa chúng ta không ai có thể sánh bằng kẻ này. Bên cạnh, một lão giả áo bào trắng của thánh đường trầm giọng nói. Chung quanh hắn, những lão giả áo bào trắng khác đều im lặng đại biểu cho thừa nhận. Kỳ tài kiếm đạo. Trên tường thành vô danh thành, lão giả mù bên cạnh nhân nhân nói một câu như vậy. Rất tốt. Minh nữ gật đầu, hai tay giơ lên, trong chốc lát, xiềng xích trên người nàng phóng lên trời, chỉ trong nháy mắt có ngàn vạn tia chớp xuất hiện, bầu trời bị mây đen bao phủ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, bên trong xiềng xích ẩn chứa năng lượng khủng bố làm không gian phạm vi ngàn vạn dặm rung động. Lui! Đám lão giả áo bào trắng thánh đường đứng xem cuộc chiến cũng sợ hãi, bọn họ vội vàng xé rách không gian lui lại mấy ngàn trượng. Nữ hài thật mạnh! Lão giả mù bên cạnh nhân nhân lên tiếng, hắn nói những lời này mang theo ý ngưng trọng. Dương Diệp, đây là huyền kỹ tiên giai, tỏa thiên tuyệt địa, ta muốn nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Khi minh nữ vừa dứt lời, xiềng xích khổng lồ đan lại với nhau như mạng nhện nện thẳng vào người Dương Diệp, mọi người kinh hãi phát hiện, trong không gian xiềng xích đan lại với nhau như mạng nhện kia bị đè ép biến thành hình dạng quỷ dị. Lúc mạng lưới khổng lồ đánh thẳng vào Dương Diệp, những nơi mạng lưới khổng lồ đi qua, không gian lại bị xé nát thành hình mạng nhện,
Bởi vậy, lúc mạng lưới khổng lồ tới đỉnh đầu của Dương Diệp thì chung quanh đã có mạng nhện tầng tầng lớp lớp vây quanh. Nhìn mạng lưới khổng lồ bao phủ chung quanh mình, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt hắn bắn ra hàn quang, kiếm ý trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê truyền vào trong thân kiếm, không chỉ có kiếm ý, huyến khí màu tím trong cơ thể cũng rót vào vọng nguyệt kiếm trong tay hắn rung động và chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ vào mạng nhện chung quanh. Rất nhanh, vọng nguyệt kiếm chém ra kiếm khí đã chém ra một khe hở trên mạng lưới khổng lồ. Đến, Dương Diệp gầm lên giận dữ, sau đó có một đạo kiếm ngâm vang lên. Dương Diệp và kiếm của hắn cũng biến mất, một đạo kiếm quang đâm thẳng vào mạng lưới khổng lồ kia. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm của kẻ này cũng mạnh lên gấp mấy lần, một kiếm này, ta không tiếp được. Xa xa, những bán thánh của thánh đường đều có chung một suy nghĩ như thế. Tốc độ công kích của Dương Diệp cùng Minh Nữ cực nhanh, nếu như là người bình thường sẽ không nhìn rõ bọn họ ra tay, nhưng nơi này đều là cường giả bán thánh, bởi vậy, bọn họ đều nhìn rõ hai người ra tay. Trương mắt mọi người, kiếm quang đang va chạm với mạng lưới khổng lồ kia. Oanh! Một đạo thần tôi nổ vang trên không trung, cho dù người đứng xa vạn dặm vẫn có thể nghe thấy. Kiếm quang không ngừng va chạm với mạng lưới khổng lồ, một đạo khí lãng quét qua chung quanh. Những nơi khí lãng đi qua, không gian trực tiếp sụp xuống, từng lỗ đen xuất hiện trong mắt mọi người, cho dù những lỗ đen này được chữa trị trong nháy mắt, bầu trời cũng khôi phục bình thường. Nhưng mà, mạng lưới khổng lồ và kiếm quang vẫn chưa biến mất. Xiềng xích tạo thành mạng lưới khổng lồ rung động mạnh, kiếm quang càng ngày càng mờ nhạt. Phá! Dương Diệp gầm lên một tiếng, kiếm quang vốn ảm đạm lại tỏa sáng, thân thể Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng vào khe hở với tốc độ cực nhanh. Sau khi hắn xé rách lỗ thủng cũng là lúc hắn xuất hiện trước mặt Minh Nữ. Nhưng Dương Diệp lại khiếp sợ, bởi vì kiếm của hắn bị hai ngón tay của Minh Nữ kẹp lấy. Nát! Minh Nữ nói khẽ, vọng nguyệt kiếm trong tay Dương Diệp lập tức hóa thành cho tàn. Dương Diệp vô cùng giật mình, hắn đang muốn rút đi, mà lúc này, Minh Nữ lại xuất hiện trước mặt hắn, rất gần, mặt hai người như dán vào nhau, tay của Minh Nữ lập tức dán vào ngực của Dương Diệp. Phá! Minh Nữ lại quát lớn, một lực lượng khổng lồ xuyên qua man thần giáp đánh vào ngực Dương Diệp, thời điểm Dương Diệp sắp bay ra xa, đột nhiên Dương Diệp lật tay bắt lấy tay của Minh Nữ, kiếm ý thiên giai nhị trọng hóa thành ý kiếm trong tay Dương Diệp và đâm vào tay Minh Nữ, sau đó đâm xuyên qua. Một đạo máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, mà Dương Diệp lại đụng vào tường thành vô danh thành, toàn bộ tường thành vô danh thành run lên rất mạnh. Minh Nữ bị thương. Xa xa. Tất cả trưởng lão thánh đường hoảng hốt, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể đả thương Minh Nữ, bọn họ hiện tại khiếp sợ không nói thành lời. Minh Nữ chưa bao giờ bại trong thánh đường, cho nên nàng chưa từng bị thương, cho dù lúc nàng đánh chết cường giả bán thánh cũng không bị thương. Mà bây giờ, nàng lại bị một huyền giả hoàng giả cảnh đánh bị thương. Khó lường. Trên vô danh thành, lão giả mù lại nói một câu. Nhân nhân bên cạnh hắn cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó đôi mắt nhỏ nhắn của nàng nhìn sang Dương Diệp. Ta lần đầu tiên bị người khác đả thương. Minh Nữ nhìn Dương Diệp, nàng không có tức giận, chỉ có một tia mờ mịt. Không biết bao lâu, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được tư vị bị thương. Dương Diệp, ta thật sự rất xem trọng người, thật không muốn giết người, vì thế, ta đã từng cố gắng, nhưng người vẫn lựa chọn làm địch nhân của ta. Là người lựa chọn làm địch nhân của ta. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Minh Nữ. Giống như ngươi, ta cũng không muốn đối địch với ngươi, nhưng không có biện pháp, ta và ngươi lập trường bất đồng, cho nên, chúng ta nhất định sẽ là địch nhân của nhau. Minh Nữ ngẫm lại, sau đó gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, ta và ngươi lập trường bất đồng, không chỉ có lập trường, lý niệm cũng bất đồng, cho nên chúng ta nhất định sẽ trở thành địch nhân của nhau. Đến, lại tiếp một chiêu của ta. Nói xong. Tay phải của Minh Nữ chậm rãi nâng lên, sau đó cách không một chảo về phía Dương Diệp. Nghịch! Chỉ một chảo nhưng sắc mặt mọi người đều thay đổi, kể cả lão giả mù đứng trên tường thành cũng như vậy, cho dù hắn không nhìn thấy. Nghịch chuyển âm dương, làm sao có thể? Trong giọng nói của lão giả mù mang theo một tia khiếp sợ, còn có một tia kiêng kỵ. Chỉ một chảo, không gian trăm trượng quanh Dương Diệp lại vặn vẹo giống như bánh quai trèo, không chỉ như thế. Không gian trăm trượng quanh Dương Diệp biến thành màu đen, còn chưa chết. Các cường giả thực lực mạnh còn khiếp sợ hơn nữa, bởi vì không gian trăm trượng quanh Dương Diệp không có sinh cơ.
phải nói toàn bộ sinh cơ chỗ đó biến thành tử khí. Âm dương nghịch chuyển, điên đảo càn khôn, phá hư pháp tắc. Nàng là ai? Trên vô danh thành, bên cạnh lão giả mù xuất hiện một người không đầu, hắn không có đầu nhưng lại có thể nói chuyện. U Minh Điện. Lão giả mù nói một câu, sau đó toàn bộ tường thành lâm vào yên lặng. Không gian vặn vẹo lại xuất hiện dị biến, lúc tất cả sinh cơ biến thành tử khí, sắc mặt của Dương Diệp thay đổi, hắn cảm thấy thân thể và linh hồn sắp bị cắt nát, còn cảm giác được sinh cơ trong người đang biến thành tử khí. Hiện tại, Dương Diệp mới chính thức hiểu sự khủng bố của Minh Nữ, cũng hiểu vì sao Mạc Lão lại kiêng kỵ nàng như vậy. Bởi vì vào thời khắc này, kiếm khí và kiếm ý của hắn vừa rời thân thể đã biến thành cặn bã, mà bản thân hắn không có man thần giáp trèo chống cũng biến thành thi thể. Dù là như thế, chưa tới 10 giây, Dương Diệp đã cảm giác man thần giáp xảy ra vấn đề, man thần giáp lại bắt đầu xuất hiện khe hở. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Dương Diệp, trong ánh mắt mang theo thương cảm, có cười lạnh, cũng có hở hứng. Hai thiên tài gặp nhau, cuối cùng phải có một bên phải chết, mà lúc này, Dương Diệp chính là người phải chết. Đối với rất nhiều người mà nói, quá trình này làm cho bọn họ cảm thấy hưởng thụ. Đúng thế. Nhìn thấy thiên tài có thể trở thành cường giả tuyệt thế vẫn lạc, điều này có thể không làm cho người ta hưởng thụ hay sao? Dù sao, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra. Minh Nữ vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nhìn man thần giáo trên người Dương Diệp chậm rãi vỡ ra, trong mắt Minh Nữ mang theo phức tạp, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Ca ca! Trên tường thành vô danh thành, đột nhiên Nhân Nhân gọi lớn, sau đó muốn ra tay nhưng bị người không đầu giữ lại, Nhân Nhân giận dữ. Trong mắt nàng còn sinh ra sát ý vô tận, lão giả mù bên. Cạnh nhảy dựng lên, hắn vô ý thức tránh sang một bên. Lúc này, người không đầu nói. Đừng nóng vội ra tay, người xem, nhìn sắc mặt của hắn đi, có lẽ hắn còn có đổi sách. Hắn tà kiếm tu, nếu như người bây giờ xuất thủ tương trợ hắn, trong lòng hắn sẽ sinh ra tâm ma, dù cho ngươi cứu hắn cũng bị phế đi, bởi vì cả đời của hắn khó mà vượt qua tâm ma lần này. Nhà đầu. Hắn nói có đạo lý. Lúc này lão giả mù cũng nói. Cảnh giới nha đầu đối diện thấp hơn hắn, bọn họ đang đọ sức công bằng, nếu như ngươi ra tay, tâm cảnh của hắn sẽ bị hao tổn, tâm tình bị hao tổn, kiếm tâm thông minh của hắn sẽ có sơ hở, việc này là chí mạng với kiếm tu. Cứ nhìn một lúc đi. Trong mắt Nhân Nhân mang theo lo lắng, nhưng nàng không vội vã ra tay, chỉ có thể đứng nhìn Dương Diệp. Trong không gian trăm trượng, man thần giáp đã bắt đầu biến hình. Đúng lúc này, giọng nói lo lắng của kiếm linh vang lên trong đầu Dương Diệp. Nhanh dùng kiếm vực, sau đó nghe ta chỉ huy. Thanh trừ tạp niệm trong đầu, bình tâm tĩnh khí tập trung tâm thần, nội tâm yên lặng như nước hồ thu, kiếm vực là ngươi, ngươi là kiếm vực, trong kiếm vực, ngươi là vô địch. Khi giọng nói của vang lên trong đầu Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn chưa từng điều khiển kiếm vực làm như thế, hiện tại hắn đang cảm thụ tất cả bên trong kiếm vực. Hắn đầu tiên cảm nhận được pháp tắc của Minh Nữ rất cường đại, phi thường cường đại đến mức kiếm ý cũng khó tổn thương mảy may. Chung quanh hắn, pháp tắc của Minh Nữ đang cải biến tất cả, ví dụ như ban ngày, như ánh sáng, chung quanh hắn là một màu đen kịt giống như đêm tối, còn nữa, trong cơ thể hắn là sinh cơ vô hạn, nhưng hiện tại lại biến thành tử khí. Nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn. Đây là một loại pháp tắc, hơn nữa còn vượt qua phạm trù huyền. Dần dần, Dương Diệp càng nhìn rõ ràng, trước kia hắn dùng mắt nhìn sự vật, mà bây giờ hắn đang dùng tầm nhìn, tâm nhãn của hắn đã phát hiện ra rất nhiều thứ mình chưa từng thấy. Bản chất vạn vật, bản chất năng lượng, còn có bản chất pháp tắc, đương nhiên, hắn chỉ phát hiện chứ không phải nắm giữ, hơn nữa hắn hiểu mình chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Giờ này khắc này, Dương Diệp đã hiểu vì sao ba tia kiếm ý của kiếm tông tổ sư lại mạnh như thế. Bởi vì bên trong ba tia kiếm ý ẩn chứa pháp tắc của kiếm tông tổ sư, nói đơn giản một chút chính là, ba tia kiếm ý kia không phải là kiếm ý, có lẽ nên gọi là pháp tắc kiếm ý mới đúng. Pháp tắc là gì? Dương Diệp cũng không biết như thế nào mới gọi là pháp tắc, bởi vì hắn còn chưa nắm giữ pháp tắc, nhưng hắn lại hiểu bản chất như thế nào, tất cả năng lượng trong kiếm vực, kể cả không gian, thời gian, hắn đều có thể cảm nhận được, những vật này giống như được phóng đại gấp vạn lần. Bất kể nhỏ thế nào cũng có thể kiểm tra được, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Sau khi nắm giữ bản chất những vật này, muốn đi phá giải, phá hủy thì đơn giản hơn nhiều.
Hiện tại hắn cũng hiểu vì sao kiếm vực của hắn lúc trước không được, bởi vì, hắn căn bản không có hiểu áo nghĩa chân chính của kiếm vực, hắn chỉ theo bản năng lợi dụng kiếm vực đi áp chế người khác, cũng chính bởi vì như thế, lúc trước kiếm vực bị một kích của Minh Nữ nghiền nát. Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, kiếm ý tự trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài, lúc này kiếm ý của hắn đã không bị pháp tắc của Minh Nữ nghiền nát giống lúc nãy, những kiếm ý kia đã hòa làm một thể với không gian chung quanh Dương Diệp, thấy được, cảm thụ được nhưng không thể tìm ra. Kiếm ý hiện lên hình tròn tự Dương Diệp trong cơ thể khuếch tán ra, những nơi đi qua, không gian do hắc biến bạch, tử khí cũng chuyển thành sinh cơ, rất nhanh, tất cả không gian trong kiếm vực của Dương Diệp lại khôi phục yên tĩnh. Hơn nữa, trong kiếm vực của hắn lúc này đều là kiếm ý của hắn, kiếm ý lại dung hợp làm một thể với thiên địa, ngay cả không gian cũng dung hợp với kiếm ý. Tất cả mọi người hóa đá. Kiếm vực bất phá. Qua hồi lâu, lão giả mù trong Vô Danh Thành nói ra một câu như vậy. Lại một kiếm tông tổ sư. Bên cạnh lão giả mù, người không đầu lẩm bẩm. Minh Nữ lúc này mở mắt ra, nàng nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó nói. Chúc mừng. Dưới bán thánh trung cấp, không người nào có thể giết ngươi. Dương Diệp nhìn Minh Nữ, sau đó thân hình khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Điện hạ, người này không giết, ngày sau tất thành đại địch của thánh đường chúng ta. Những lão giả áo bào trắng của thánh đường lập tức xuất hiện bên cạnh Minh Nữ, trong đó một gã lão giả áo bào trắng trầm giọng nói. Minh Nữ nhìn lên bầu trời, sau đó thu hồi ánh mắt mới nhìn sang lão giả kia, nói. Ngươi muốn ta đồng quy vu tận với hắn sao? Lão giả kia biến sắc, sau đó vội vàng nói. Không dám. Minh Nữ không để ý tới lão giả, hàng quay người hóa thành một tia sáng và biến mất trong tầm mắt mọi người. Gương mặt lão giả kia âm tình bất định, dường như hắn rất muốn đuổi giết Dương Diệp nhưng lão giả bên cạnh hắn lại nói. Tuy kẻ này nắm giữ một ít năng lực của kiếm vực nhưng so với kiếm tông tổ sư, hắn vẫn còn kém rất xa. Hai đại chí tôn sắp tới Nam vực, hắn trở về cũng chỉ chịu chết mà thôi, chúng ta đuổi giết hắn cũng không tốt, trên người hắn có khôi lỗi bán thánh, cho dù chúng ta thắng cũng là thắng thảm, không đáng. Nghe vậy, lão giả kia do dự thật lâu, cuối cùng hắn cũng buông tha suy nghĩ đuổi giết Dương Diệp trong đầu, hắn theo những người khác quay về thánh đường. Trên Vô Danh Thành, lão giả mù loà nhìn hướng Dương Diệp rời đi, nói. Người này giết Diệp Tà, giết người thánh địa. Còn giết huyền giả nghịch loại, nếu tương lai chúng ta giao chiến với huyền giả nghịch loại, nếu hắn dẫn người Nam vực ra tay với chúng ta, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt. Hắn hiện tại đã ở cách đây vạn dặm, nếu hiện tại ta ra tay có chín thành khả năng giết hắn. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Nhân Nhân nhìn lão giả và nói. Tuy ca ca không cho ta ăn người, nhưng nếu ngươi dám giết hắn, ta sẽ phá hư quy củ một lần. Bờ môi lão giả mù co giật, nói. Nhà đầu ngươi không có lương tâm, ta quen người bao lâu, hắn quen người bao lâu, ngươi vì hắn mà ăn ta, uống ta yêu thương ngươi lâu như thế. Nhân Nhân hừ một tiếng, nàng không nói lời nào. Lúc này, người không đầu nói. Ba người chúng ta là một thể mới có thể đối kháng thánh địa, mới có thể đối kháng huyền giả nghịch loại, nếu như tự giết lẫn nhau, không thể nghi ngờ chính là tìm đường chết. Còn tiểu tử Dương Diệp kia cứ giữ lại, lúc trước ngươi cũng nói. Hắn cũng giết huyền giả nghịch loại, nói không chừng ngày sau sẽ thành minh hữu của chúng ta đấy. Hơn nữa tỷ lệ rất lớn, bởi vì nhìn ra, hắn rất tốt với Nhân Nhân. Đó là đương nhiên. Nhân Nhân khoanh tay trước ngực, trên mặt còn mang theo thần thái đắc ý. Hắn đã cho ngươi ăn thuốc gì? Lão giả mù lắc đầu, sau đó hắn biến mất trên tường thành. Đi thôi, trở về hảo hảo tu luyện, chờ đợi đại chiến 2 tháng sau. Người không đầu cũng biến mất. Nhân Nhân đứng trên tường thành nhìn hướng Dương Diệp rời đi lúc trước, sau đó nàng mới quay về. Chấm. Dương Diệp hướng phía đi hướng huyền giả đại lục phương hướng một đường chạy như điên, tuy hắn rất có lòng tin vào Mạc Lão cùng lục đạo nhưng cường giả thánh địa lại không yếu, hơn nữa nghe Minh Nữ nói, thánh chủ thần bí kia cũng ra tay. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải chạy trở về. Minh Nữ lúc trước có cơ hội giết chết ngươi. Đúng lúc này. Đột nhiên trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói của Kiếm Linh. Vì cái gì nói như vậy? Dương Diệp có chút không tin, bởi vì hắn ở trong kiếm vực có cảm giác mình là thần. Người cho rằng mình đã nắm giữ kiếm vực chân chính sao? Kiếm Linh hỏi. Chẳng lẽ không có sao? Dương Diệp nhíu mày. Người còn kém xa.
Kiếm linh đến. Kiếm vực giống như một thế giới, người biết một thế giới do cái gì tạo thành hay không? Là do không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tánh mạng pháp tắc, nhân quả pháp tắc, luân hồi pháp tắc. Tóm lại, một thế giới do vô số loại pháp tắc và vật chất tạo thành. Những thứ này tập hợp với nhau gọi là đạo. Biết rõ vì sao kiếm tông tổ sư mạnh như vậy không? Bởi vì hắn nắm giữ đạo của mình. Trong kiếm vực của hắn có vô số pháp tắc gia trì, mà ngươi thì sao? Ngươi không nắm giữ một pháp tắc nào cả, kiếm vực của C ngươi đủ mạnh không? Dương Diệp há hốc mồm, hắn không nói thành lời. Lúc này, kiếm linh lại nói. Sở dĩ ta nói mình nữ có cơ hội giết ngươi, là vì nàng nắm giữ một tia pháp tắc. Ngươi nên hiểu, thế giới này không có vô địch tuyệt đối, cũng như kiếm vực của ngươi, nếu như pháp tắc của minh nữ lúc trước mạnh hơn một ít, nàng hoàn toàn có thể phá nát kiếm vực của ngươi. Cũng như kiếm tông tổ sư lúc trước, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của phiến thiên địa này, bởi vậy, cho dù là thiên địa cũng bị hắn đâm thủng một lỗ. Mà kiếm vực của ngươi mạnh hơn phiến thiên địa này không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta hiểu ý của ngươi. Kiếm vực mạnh và không mạnh phải xem bản thân ta, ta mạnh, kiếm vực cũng mạnh, nếu ta không mạnh, kiếm vực cũng không mạnh bao nhiêu cả. Kiếm linh im lặng thật lâu mới nói. Ngươi xem như còn thuốc chữa, không có vì thu hoạch lực lượng mới mà mất đi bản tâm. Dương Diệp cười khổ, nói. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta vẫn mất đi phương hướng. Biết không, vừa rồi ta thậm chí có suy nghĩ đấu với Hà Chí Tôn đấy. Như vậy ngươi chỉ đi chịu chết. Kiếm linh nói, thực lực của người nọ đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này, cho dù người đạt tới bán thánh cũng khó có thể đánh thắng hắn. Ta vẫn còn quá yếu. Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng không xoắn suýt vấn đề này, dù sao đây là việc gấp cũng không được. Đúng rồi, người nói minh nữ lúc trước có cơ hội giết chết ta, vì cái gì? Người không có cảm giác nàng còn chưa dùng toàn lực hay sao? Kiếm linh nói, đương nhiên, nàng cũng biết rõ. Người nắm giữ kiếm vực, trừ phi nàng chính thức dùng phương thức đồng quy vô tận, bằng không cũng không có khả năng giết ngươi. Tóm lại bất kể như thế nào, về sau ngươi đối địch với nàng, lúc giao thủ với nàng phải cẩn thận, còn nữa, về sau đừng có dùng kiếm vực, nhớ lấy. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Ngươi biết người hiện tại còn sống bao lâu không? Đột nhiên kiếm linh hỏi. Ít nhất sống mấy trăm năm. Dương Diệp trung thực nói. Hắn tăng lên hoàng giả cảnh, nói như thế nào cũng tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Chính ngươi cảm thụ xem. Kiếm linh nói. Nghe vậy, Dương Diệp do dự, sau đó bắt đầu xem xét cơ thể mình. Qua một hồi, trong mắt Dương Diệp xuất hiện kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, mình nhiều nhất chỉ sống hơn một tháng. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cả kinh nói. Là vì minh nữ hay sao? Không phải. Kiếm linh nói. Đây chính là nguyên nhân ta không nói cho người biết kiếm vực chân chính, bởi vì ngươi lúc này dùng kiếm vực sẽ trả giá thật nhiều, hơn nữa là cái giá quá ớn, ngươi không trả nổi. Tại sao lại như vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc trước, ngươi lợi dụng hai loại pháp tắc trong kiếm vực, một là thời gian pháp tắc, hay là không gian pháp tắc, nhưng ngươi không có nắm giữ hai loại pháp tắc này. Còn tốt là ngươi không có nắm giữ huyền kỹ cao thâm, nhưng cho dù là thế thì ngươi cũng bị cắn trả. Ngưa, bị cắn trả, hiểu chưa? Kiếm linh nói. Cắn trả quá kinh khủng. Một tháng. Sắc mặt Dương Diệp khổ sở, bởi vì trong một tháng, nếu hắn không nghĩ biện pháp gia tăng tuổi thọ luyện hoặc là tấn chức, hắn sẽ chết rất khó coi. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào truyền tống trận thông tới huyền giả đại lục, làm cho Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi này không có người trấn thủ. Lúc này hắn cũng không tâm tình đi nghĩ những việc này, thân hình khẽ động. Hắn tiến vào truyền tống trận. Vậy thì chiến, một, Nam vực. Tuy đám người Đinh Thược Dược đã hoàn toàn chiếm lĩnh đỉnh Hán đế quốc, nhưng tổng bộ vẫn nằm tại cổ vực thành. Hơn nữa có Đinh Thược Dược quản lý, cả cổ vực thành biến thành trung tâm của huyền giả đại lục, cũng là nơi phồn hoa nhất huyền giả đại lục, thành thị có nhiều cường giả nhất. Tất cả chủng tộc, thế lực, tông môn trên huyền giả đại lục đều bị Đinh Thược Dược chỉnh hợp cùng một chỗ. Đây là việc rất thuận lợi. Bởi vì huyền giả đại lục lúc này không còn thế lực nào có thể chống lại Nam vực. Thược Dược, cường giả bán thánh của huyền giả đại lục chúng ta hiện tại đạt tới 57 vị, cường giả hoàng giả cảnh khá nhiều, có gần vạn, đây là số lượng gộp cả hải tộc, yêu tộc, ma tộc và nhân tộc chúng ta. So với thánh địa,
chúng ta còn kém hơn quá nhiều. Trong một gian phòng, An Bích Như thả quyển trục trong tay xuống, nói. Nếu như không phải người thánh địa không dễ dàng đi tới đại lục, huyền giả đại lục chúng ta căn bản không cách nào chống lại bọn chúng. Đinh Thược Dược ngồi đối diện An Bích Như, Đinh Thược Dược không nói gì, bởi vậy, gian phòng này biến thành yên tĩnh. Hồi lâu, Đinh Thược Dược mới nói. Ta hơi mê mang. Đối với tương lai sao? An Bích Như hỏi. Đinh Thược Dược gật đầu, nói. Thánh địa, huyền giả nghịch loại, thiên ngoại thiên. Trong đó, thánh địa đã là địch nhân của chúng ta, nếu có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tạo thành đả kích hủy diệt với chúng ta. Về phần huyền giả nghịch loại, đó là đám người kiệt ngạo bất tuân, sau khi bọn họ xuất thế, chỉ sợ cũng trở thành địch nhân của chúng ta, bởi vì chúng ta yếu nhất, dễ khi dễ. Lại nói về thiên ngoại thiên, dù chúng ta sống đến cuối cùng, chúng ta lấy cái gì đối kháng người thiên ngoại thiên? An Bích Như cũng im lặng, các nàng biết nhiều hơn người khác, bởi vậy, các nàng cũng biết rõ tình cảnh của huyền giả đại lục, có thể nói, bọn họ như lâm vào tuyệt cảnh. Tuy đã bình tĩnh một thời gian ngắn, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, bão tố sắp xảy ra, mà khi đó, vận mệnh của huyền giả đại lục sẽ như thế nào? Sau nửa ngày, bỗng nhiên Đinh Thược Dược lắc đầu cười cười, nói. Kỳ thật, tại sao chúng ta phải suy nghĩ những việc làm người ta đau đầu này chứ? Những chuyện này nên do Dương Diệp suy nghĩ đi, chúng ta nên làm cũng đã làm, hảo hảo đi theo phía sau hắn, nếu như hắn xông ra con đường sống, khi đó mọi người cùng sống, nếu như hắn xông ra là tử lộ, tất cả mọi người cùng chết. Tóm lại, kết quả xấu nhất chính là chết mà thôi. An Bích Như lắc đầu cười cười, nói. Ngươi suy nghĩ thật thông suốt. Không có biện pháp, nghĩ không ra thì chính mình chịu tội mà thôi. Ninh Thược Dược nói. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Dương Diệp có đạt tới hoàng giả cảnh hay không? An Bích Như nói. An Nam Tính cũng đã đạt tới hoàng giả cảnh, hắn không có lý do gì vẫn là tôn giả cảnh. Chỉ sợ sau này cũng chỉ có An Nam Tĩnh mới có thể chính thức đuổi kịp bước chân của hắn. Ninh Thược Dược nói những lời này còn mang theo hương vị khác. An Bích Như trầm mặc. Hồi lâu, Ninh Thược Dược nói. Đúng rồi, Lục Uyển Nhi là chuyện gì? Nghe vậy, trong mắt An Bích Như sinh ra một tia ngưng trọng, nói. Nàng này được Dương Diệp cứu ra khỏi tay của đỉnh Hán Đế Quốc, ngay từ đầu thường thường không có gì lạ. Thế nhưng sau khi nàng tiến vào kiếm tông học kiếm thì thể hiện ra thiên phú kiếm đạo cực kỳ khủng bố. Nàng được Dương Diệp dẫn vào kiếm tông ngày đầu tiên, nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý từ tảng đá mà Dương Diệp lưu lại trên đó, hơn nữa kinh khủng nhất chính là, kiếm ý của nàng tăng lên tới thất trọng. Ninh Thược Dược nheo mắt, chỉ trong thời gian ngắn như thể đạt tới kiếm ý thất trọng, tốc độ này còn nhanh hơn Dương Diệp vô số lần. Nàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói. Không hợp lý. Mạc lão nói như thế nào? Kỳ tài trời sinh kiếm đạo. An Bích Như trầm giọng nói. Lục lão cũng nói như vậy, Lục lão còn nói, dường như nàng là tiên thiên kiếm thể, ta cũng không hiểu là cái gì, dù sao thể chất của nàng thích hợp tu kiếm nhất. Ninh Thược Dược nói. Bất kể như thế nào, tính toán tà chuyện tốt, không thể bạc đãi nàng, tu luyện tài nguyên của nàng phải được thỏa mãn. Nếu chúng ta không thể giúp hắn ở phương diện vũ lực, như vậy chúng ta phải tìm giúp hắn vài đồng bạn cường đại. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ như sấm vang vọng khắp cổ vực thành. An Bích Như cùng Đinh Thược Dược biến sắc, lúc này, Mạc lão lại nói. Dưới bán thánh không được đi ra ngoài. Lúc này đây, ánh mắt An Bích Như cùng Đinh Thược Dược mang theo kinh hãi. Trên không trung cổ vực thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng xoáy màu xanh ra trời, vòng xoáy rất lớn, dài rộng mấy trăm trượng. Mạc lão cùng lục đạo cùng các bán thánh trong cổ vực thành đều bay lên không trung. Có người đang cố đả thông đường hầm không gian. Nhìn vòng xoáy màu xanh ra trời kia, trong mắt lục đạo sinh ra một tia ngưng trọng, nói. Thực lực người này hiện tại cao hơn ta. Nghe vậy, sắc mặt người có mặt tại đây đều ngưng trọng. Mạc lão nói. Là thánh địa. Lục đạo gật đầu, nói. Có lẽ thế. Ta nghĩ thánh địa muốn giải quyết chúng ta trước khi huyền giả nghịch loại xuất thế. Lợi dụng đường hầm không gian truyền tống tới đây, tu vi của bọn họ sẽ không bị áp chế, xem ra, chúng ta gặp nguy hiểm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mạc lão nói. Cho ta xem, thánh địa phái mặt hàng nào tới đây. Lục đạo vung tay phải lên, một chương án năng lượng đánh thẳng vào vòng xoáy màu xanh ra trời kia,
nhưng vòng xoáy màu xanh da trời chỉ rung động chứ không biến mất. Chết hai người. Mạc lão trầm giọng nói. Nghe vậy, các bán thánh còn lại muốn ra tay nhưng là Mạc lão nhưng ngăn cản bọn họ. Thực lực các ngươi không đủ, còn chưa thể dùng công kích của mình đánh xuyên qua đường hầm không gian. Oanh! Lúc này, lục đạo lại đánh một chưởng vào vòng xoáy. Sau khi lục đạo đánh liên tục oanh gần 10 chưởng thì mọi người mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Lục đạo ra tay lần nữa, lần này trong vòng xoáy màu xanh da trời lại xuất hiện trưởng ấn kia va chạm với công kích của lục đạo và biến mất, chỉ còn lại tiếng nổ còn vang vọng trong không gian. Lúc này một nam tử trung niên mặc hoa bào và một lão giả mặc trường bào màu vàng lợt xuất hiện, sau khi hai người xuất hiện, 10 lão giả mặc trường bào màu đỏ xuất hiện trong vòng xoáy, sau đó có hơn 80 vị lão giả áo bào trắng xuất hiện, chỉ có điều có một ít lão giả này rất chật vật, khóe miệng còn chảy máu tươi. Hai siêu cấp bán thánh, 10 bán thánh trung cấp, 80 bán thánh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người nam vực hoảng hốt, cho dù là Mạc lão cùng lục đạo cũng thận trọng. Mà còn lại cổ vực dưới thành phương những người kia tại nhìn thấy một màn này lúc, đã là sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm không thể sinh ra tâm tư phản kháng. Rất nhiều người không biết phân chia trong đẳng cấp bán thánh, bọn họ chỉ biết là, thánh địa có tới 9-12 vị bán thánh, số lượng này đã gấp đôi huyền giả đại lục. Cho dù là người chấn định như Đinh Thược Dược cùng An Bích như cũng phải khiếp sợ không nhỏ, đương nhiên, còn có một tia tuyệt vọng. Thánh đường, bọn họ cũng gọi ta là Hà Chí Tôn. Trung niên mặc hoa bào bỏ qua đám người sau lưng Mạc lão cùng lục đạo, trực tiếp nói với lục đạo cùng Mạc lão. Ta hơi tò mò về hai vị, theo đạo lý mà nói, huyền giả đại lục không nên xuất hiện hai nhân vật siêu cấp như các ngươi. Chẳng phải ngươi cũng tới đây rồi sao? Lục đạo cười nói. Xem trận thế của các ngươi muốn triệt để giải quyết huyền giả đại lục chúng ta. Hà Chí Tôn lắc đầu, nói. Trời cao có đức hiếu sinh, thánh địa ta cũng có. Cho hai vị và người sau lưng hai vị một cơ hội, đến thánh địa ta. Chỉ cần hai vị gật đầu, chúng ta lập tức từ kẻ địch biến thành bằng hữu. Nếu như hai vị không đồng ý, thật có lỗi, tất cả bán thánh của huyền giả đại lục đều phải chết. Đầu nhập vào thánh địa. Lục đạo cười cười, nói. Ta không làm chủ được, nhưng có một điểm ta có thể xác định, ta và Mạc lão nếu không phải tiếc bất cứ giá nào liều chết phản kích, người các ngươi dẫn tới sẽ giảm một nửa. Người tin hay không? Ta tin. Trung niên nói. Nếu như có thể một lần giải quyết hậu hoạn, thánh địa chúng ta vẫn chịu nổi tổn thất như thế. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng không nghĩ như thế. Cho nên, hai vị không suy nghĩ một chút hay sao? Hai vị nên hiểu, chỉ có liên thủ đối phó huyền giả nghịch loại, mọi người mới có đường ra, không hợp tác, với thực lực của huyền giả đại lục các ngươi, thánh địa chúng ta bị diệt. Các ngươi cũng không thể sống sót. Lục đạo nhìn về phía Mạc lão nói. Dùng thực lực các ngươi đúng là có thể chu sát tất cả bán thánh của huyền giả đại lục. Hiện tại xem ra, chúng ta đầu hàng mới có đường sống. Kỳ thật, liên thủ với thánh địa đối kháng huyền giả nghịch loại hay liên thủ với huyền giả nghịch loại đối kháng thánh địa, chúng ta đều không sao cả. Có ý gì? Hà Chí Tôn hỏi. Mạc lão cười cười, nói. Tại huyền giả đại lục, Dương Diệp có thể làm chủ, Dương Diệp nguyện ý kết minh với thánh địa, như vậy mọi người sẽ kết minh, nếu như hắn không muốn, thật có lỗi, chúng ta chỉ có Ngọc Thạch Câu Phần cùng các ngươi. Vì cái gì? Hà Chí Tôn trầm giọng nói. Tuy hắn là hoàng giả cảnh, cho dù thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng cũng không trở thành kẻ có thể làm các ngươi thần phục. Mạc lão nói. Các ngươi nói, giết huyền giả nghịch loại mới là việc đàng hoàng, thế nhưng mà chúng ta xem ra. Chỉ có đi theo Dương Diệp mới là việc đàng hoàng. Về phần ngươi nói các ngươi có thể diệt chúng ta, ta cũng không nghi ngờ. Nhưng không sao, cho dù vẫn lạc cũng không có gì, dù sao đây là lựa chọn của chúng ta, chính chúng ta đánh bạc. Có lẽ Dương Diệp đã chết. Hà Chí Tôn nói. Hắn không phải đối thủ của Minh Nữ. Vậy cũng không nhất định. Một giọng nói vang lên, sắc mặt Hà Chí Tôn biến hóa, hắn nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang đánh tới, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngươi không chết. Sắc mặt đám người Hà Chí Tôn trầm xuống, nói. Làm sao có thể? Dương Diệp nói. Không có gì không có khả năng, hiện tại, ta nói suy nghĩ của ta cho các ngươi biết. Chúng ta sẽ không đầu nhập vào thánh địa các ngươi,
Sau này huyền giả đại lục chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng với thánh địa, các ngươi đừng đến trêu chọc chúng ta cũng không gây sự với các ngươi. Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với chúng ta? Một lão giả bên cạnh Hà Chí Tôn cắt lời Dương Diệp. Vậy thì chiến. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả, giọng nói của hắn vô cùng kiên định. Ta muốn so kiếm với hắn, một. Bằng ngươi. Lão giả mặc trường bào màu vàng lợt cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, hắn vung một chảo về phía Dương Diệp. Đám người Dương Diệp không có việc gì, nhưng từng tòa kiến trúc phía dưới cổ vực thành lại sụp đổ, bốn bức tường bao quanh cổ vực thành hóa thành bột mịn, mặt đất chung quanh cổ vực thành không ngừng sụp xuống. Nhưng không có người nào trong cổ vực thành chết đi. Lão giả mặc trường bào màu vàng lợn nói. Nếu chúng ta có tâm, đừng nói một tòa cổ vực thành nho nhỏ, cho dù là huyền giả đại lục, chúng ta cũng có thể đánh nát. Rất lợi hại phải không? Dương Diệp lật tay một cái, chấn giới thạch xuất hiện trong tay hắn. Sau khi chấn giới thạch xuất hiện, lực lượng thần bí cường đại bao phủ chung quanh, cảnh giới của tất cả người thánh địa đều giảm xuống một cấp. Cùng lúc đó, 21 khôi lỗi bán thánh xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Lúc này đây, cường giả bán thánh bên phía Dương Diệp có 712 vị, tuy số lượng còn không bằng thánh địa, nhưng chất lượng lại vượt qua thánh địa, bởi vì cường giả bán thánh bên thánh địa đều bị áp chế cảnh giới. Chấn giới thạch rơi vào trong tay ngươi, đó là sai lầm lớn nhất của thánh đường. Hà Chí Tôn nhìn thẳng Dương Diệp, tuy cảnh giới bị áp chế, nhưng nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng ngươi cảm thấy có chấn giới thì có thể diệt chúng ta sao? Người ở chỗ này đều là tinh anh của thánh đường, cho dù cảnh giới của bọn họ bị áp chế, nhưng thực lực mỗi một người đều không yếu hơn bán thánh ở bên ngoài, ngươi tin không? Ta tin. Dương Diệp nói. Chúng ta có thể lưu chín thành người của các ngươi ở lại nơi này, hơn nữa, nếu như một khi ta bên này cường giả bán thánh bên ta và ta chết đi, ta sẽ bảo sư phụ ta và lục tiền bối rời khỏi huyền giả đại lục, mang theo chấn giới thạch tiến về thánh địa. Chúng ta chết bao nhiêu người, ta muốn bọn họ giết gấp trăm lần tại thánh địa hoàn lại. Còn nữa, người cũng biết, tiểu cô nương trong vô danh thành biết ta, đến lúc đó nàng liên thủ với sư phụ ta và lục tiền bối. Cho dù không thể diệt thánh địa cũng đánh các ngươi tàn phế, nếu các ngươi tàn phế, các ngươi dựa vào cái gì đối kháng huyền giả nghịch loại. Biện pháp này có thể làm được. Lục đạo gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy không tệ. Mạc lão cũng nói. Uy hiếp chúng ta sao? Hà Chí Tôn nói. Dương Diệp nhìn người thánh đường, nói. Huyền giả nghịch loại sắp xuất hiện thế, đại kiếp nạn hàng lâm, thánh địa các ngươi lại muốn tử chiến với chúng ta cam đoan. Chờ huyền giả nghịch loại đi ra, nhất định sẽ đánh cho các ngươi tàn phế. Ta sẽ không kết minh với huyền giả nghịch loại nhưng cũng không kết minh với thánh địa. Ta nghĩ rất đơn giản, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Huyền giả nghịch loại đi ra gây sự với các ngươi là chuyện của các ngươi, nếu tới tìm chúng ta, đó là chuyện của bọn ta. Tóm lại, chỉ cần các ngươi không gây sự với chúng ta cũng không làm loạn thánh địa. Hắn hiện tại không có thời gian. Tự nhiên sẽ không tại đi thánh địa làm loạn. Đối với hắn hiện tại mà nói, Nam vực hiện tại cần tăng thực lực lên, trọng yếu nhất là chính bản thân hắn, cần phải tăng thực lực lên, bởi vì tuổi thọ của hắn chỉ có một tháng. Có thể. Đúng lúc này, một giọng nói truyền ra từ vòng xoáy màu xanh ra trời, nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đám người Hà Chí Tôn đều thay đổi, bởi vì đây là giọng nói của Thánh Chủ Thánh Đường. Ánh mắt Lục Đạo cùng Mạc Lão sinh ra một tia kinh hãi. Hà Chí Tôn nhìn Dương Diệp thật lâu, sau đó mang theo mọi người sau lưng quay người đi vào vòng xoáy màu xanh ra trời. Lúc lão giả áo bào màu vàng lợn đi tới vòng xoáy, hắn quay người nói với Dương Diệp. Huyền giả nghịch loại xuất thế, người sẽ đến cầu thánh địa chúng ta. Nói xong, hắn quay người bước vào vòng xoáy màu xanh ra trời. Rất nhanh, vòng xoáy màu xanh ra trời biến mất phía chân trời, bầu trời khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh này. Vô số người thở ra một hơi. Dương Diệp cũng như thế, không thể phủ nhận, huyền giả đại lục lúc này yếu hơn thánh địa quá nhiều, nếu như không có huyền giả nghịch loại kiềm chế thánh địa muốn tiêu diệt huyền giả đại lục, thật không phải việc khó gì. Thậm chí, đội hình đối phương lúc trước đã có thể tiêu diệt huyền giả đại lục, đương nhiên, nếu như đối phương ra tay, hắn cũng dám ngọc thạch câu phần, như hắn nói, hắn có thể lưu chín thành người của thánh địa ở lại nơi này. Thiếu chủ. Người nọ nói chuyện lúc trước có thực lực rất cường. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Đạo trầm giọng nói.
Ngày sau không có việc gì thì đừng đi thánh địa. Mạc lão gật đầu, nói. Người nọ có thực lực mạnh nhất mà ta từng gặp, thật khó có thể tưởng tượng, trong tình huống không bước vào thánh giả cảnh, hắn lại có được thực lực khủng bố như vậy. Dương Diệp nói. Mạnh bao nhiêu? Đến gần vô hạn thánh giả cảnh. Lục Lời nói. Đương nhiên, cho dù hắn còn kém một bước đạt tới thánh giả cảnh, hắn cũng là bán thánh, chỉ có điều, thực lực của hắn đã vượt xa bán thánh. Chỉ cần có được hồng mông tử khí, bước vào thánh giả với hắn mà nói là chuyện đơn giản như ăn cơm. Lục tiền bối cũng không thể chống lại hắn sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Lục đạo lắc đầu, nói. Ta bị trấn áp tại nơi quỷ quái này quá lâu, thực lực không bằng trước kia, tăng thêm không có hồng mông tử khí khôi phục, thực lực của ta khó mà tiến thêm, ngược lại còn thụt lùi liên tục. À, nếu để cho người Dương gia biết rõ ta chết ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ triệu hồi hồn phách của ta, sau đó sẽ trừng phạt hồn phách của ta bởi vì việc này quá mất mặt. Nói đến đây, Lục đạo ngẩng đầu nhìn trời, nói. Người mạnh nhất của tinh vực này lại có thể trấn áp đám người điện huyền giả nghịch loại. Hơn nữa dùng thiên địa làm lồng giam vây khốn bọn họ 10 vạn năm. Sau này thiếu chủ đi ra ngoài, người phải cẩn thận mới được, dù sao, nơi này cách Dương gia quá xa. Chúng ta có thể đi ra ngoài không? Mạc lão ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Sư phụ tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể. Dương Diệp cũng nhìn về phía chân trời, hắn biết rõ, trong thiên địa xa xôi kia có một đám cường giả vô cùng cường đại. Chỉ cần một người trong bọn họ cũng đủ quét ngang thánh địa. Nhưng hắn vẫn có lòng tin. Sở dĩ người thiên ngoại thiên làm ra thiên lộ ngăn chặn thế giới này, là vì bọn họ không muốn phiến thế giới này có hồng mông tử khí. Nếu không có hồng mông tử khí, không có người nào có thể thành thánh, không ai có thể thành thánh, như vậy thế giới này vĩnh viễn không có ai tạo thành uy hiếp lên bọn họ. Mấu chốt là hồng mông tử khí. Mà hắn có hồng mông tử khí. Dương Diệp phát hiện một điểm. Chỉ cần hắn tăng lên cảnh giới, hồng mông tử khí trong hồng mông tháp tựu sẽ nhiều hơn một chút, hắn có thể cảm nhận được hồng mông tử khí ở tầng thứ nhất, cũng có thể khống chế, chỉ cần hắn nguyện ý, hồng mông tử khí trong thế giới tầng thứ nhất sẽ cho cung cấp hắn sử dụng. Nhưng hắn không dám dùng. Một là thực lực bản thân hắn còn chưa đủ, nếu để cho người ngoài biết rõ hắn có hồng mông tử khí, không cần phải nói, bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, hoặc là người vô danh thành. Nhất định sẽ chơi đuổi bắt với hắn, dùng thực lực huyền giả đại lục hiện tại cũng không ngăn cản nổi. Hơn nữa, một khi để cho cường giả bán thánh biết rõ hắn có hồng mông tử khí, chỉ sợ người trong cổ vực thành sẽ ra tay với hắn. Hắn có nghĩ qua lợi dụng hồng mông tháp đưa một ít hồng mông tử khí cho Mạc lão cùng Lục đạo thành thánh, nhưng lại có vấn đề, vạn nhất bọn họ không thể thành thánh thì sao? Cho dù có thể trở thành thánh giả, Mạc lão cùng Lục đạo quét ngang cả thánh địa và huyền giả nghịch loại. Nhưng thiên lộ làm sao bây giờ? Mạc lão cùng Lục đạo chỉ có 2 người, cho dù tăng thêm 100 cường giả thánh giả cảnh có thể giết tới thiên ngoại thiên sao? Tuyệt đối không được, không thấy huyền giả nghịch loại năm đó có hơn vạn thánh giả cảnh cũng bị đánh ngã hay sao? Cho nên, không thể dùng hồng mông tử khí tùy tiện, bởi vì một khi sinh ra lỗi lầm sẽ dẫn tới tai nạn hủy diệt cho cả huyền giả đại lục. Trong đại điện, còn 2 tháng, huyền giả nghịch loại sắp xuất thế, thân thể bọn. Họ bất tử cũng biến mất, khi đó, cả đại lục, kể cả thánh địa đều trở thành chiến trường. Ta không biết thánh địa đối phó chúng ta như thế nào, ta cũng không biết huyền giả nghịch loại xuất thế có đối phó chúng ta hay không, nhưng ta biết một chút, tương ai, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, kẻ yếu, khả năng đều chết. Dương Diệp nói chuyện giống như tiếng chuông vang. Trong đại điện là đám người đinh thực dược, còn có các bán thánh cùng với một bộ phận hoàng giả cảnh cửu phẩm của Nam Vực. Nghe được Dương Diệp nói chuyện, sắc mặt mọi người trầm xuống. Dương Diệp lại nói, tình cảnh của chúng ta hiện tại không lạc quan, bởi vì, bất kể là huyền giả nghịch loại hay thánh địa, thực lực của bọn họ đều mạnh hơn chúng ta. Cho nên, trong tương lai, có khả năng bị diệt nhất chính là chúng ta. Ta không phải đang hù dọa các vị, ta chỉ nói rõ một việc, đó chính là, từ nay về sau, những người đang ngồi đây tùy thời sẽ chết. Tình huống nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Câu hỏi tới từ Đinh Thực Dược. Dương Diệp gật đầu, trầm giọng nói. Còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ, lúc này, huyền giả đại lục tiến vào trạng thái giới nghiêm và chiến tranh. Thực Dược, lấy tất cả tài nguyên tu luyện ra, thỏa mãn những người có thiên phú tốt, hoặc là người sắp đột phá, tóm lại,
Chúng ta phải tăng thực lực chỉnh thể của huyền giả đại lục lên, không tiếc bất cứ giá nào. Như vậy, chỉ sợ tài nguyên của huyền giả đại tục chúng ta sẽ bị lấy hết. Ninh Thược Dược trầm giọng nói. Hiện tại người sống không cần, chẳng kẻ muốn lưu cho người chết dùng sao. Dương Diệp nói. Nghe vậy, nội tâm Ninh Thược Dược dùng mình, nàng nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó gật đầu. Hiện tại nàng hiểu, chỉ sợ chuyện này đã nghiêm trọng đến mức Dương Diệp không còn tin tưởng. Dương Diệp nhìn mọi người chung quanh, nói. Ở chỗ này, có hải tộc, có yêu tộc, còn có ma tộc, mọi người đã từng có một ít ân oán với nhau, nhưng trong tương lai, ta hy vọng mọi người nên đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí, hơn nữa phải ước thúc tộc nhân của mình. Bởi vì, lần này có thể là lần hợp tác sau cùng của mọi người. Sắc mặt mọi người nặng nề đi ra khỏi đại điện, đột nhiên trong đại điện xuất hiện một âm thanh khác. Ta muốn so kiếm với ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ giật mình, so kiếm với mình. Ai sao mà to gan như vậy? Kiếm đạo của Dương Diệp. Một, người nói chuyện là Lục Uyển Nhi. Lúc này Lục Uyển Nhi không còn dáng dấp yếu ớt lúc trước, cũng không có cảm giác bộc lộ tài năng, vênh váo hung hăng như trước. Rất nhạt, rất yên tĩnh, giống như nước. Nhìn thấy Lục Uyển Nhi, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngạc nhiên. Người đạt tới kiếm ý thất trọng, làm sao có thể? Hắn đã lâu không gặp Lục Uyển Nhi, mà khi đó, Lục Uyển Nhi còn chưa tập kiếm. Nhưng bây giờ đã là kiếm ý thất trọng. Lục Uyển Nhi gật đầu, nói ta không hiểu rất nhiều điểm, chúng ta so đấu, khi đó ta sẽ hiểu. Mạc lão nói nàng là kỳ tài kiếm đạo. Lúc này, Đinh Thược Dược đi tới, bên cạnh nàng là Tần Tịch Nguyệt, Hiểu Vũ Tịch, Tô Thanh Thi, An Bích Như. Bên cạnh Tô Thanh Thi còn có tiểu nữ hài đáng yêu. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tiểu nữ hài mang theo một tia hiếu kỳ, còn mang theo một tia thân thiết. Niệm Tuyết. Vừa dứt lời, Dương Diệp đã đi tới trước mặt tiểu nữ hài, sau đó dùng tay ôm lấy tiểu nữ hài. Động tác của Dương Diệp hơi thô nhưng tiểu nữ hài cũng không sợ, ngược lại còn nói. Phụ thân, phụ thân. Sở dĩ nàng không sợ hãi, không phải cảm giác tự nhiên thân cận cái gì đó, mà là Tô Thanh Thi trước kia đã nói cho nàng biết Dương Diệp là phụ thân của nàng. Nghe vậy, đôi mắt Dương Diệp hơi ướt át, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười. Cảm giác lần đầu làm cha không cách nào dùng lời lẽ hình dung được. Ca. Đúng lúc này, ngoài điện có giọng nói thanh thúy vang lên, Dương Diệp cảm giác có một thân thể mềm mại ôm mình. Người đó là Tiểu Giao. Lúc này Tiểu Giao không có non nớt như năm đó, nàng đã có mấy phần thành thục. Ca. Người đã trở lại. Giọng nói của Tiểu Giao mang theo một tia khóc nức nở, trên mặt nàng lại tươi cười. Từ khi mẫu thân hai người chết đi, trong nội tâm Tiểu Giao, ca ca chính là thân nhân duy nhất. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, sau đó ánh mắt nhìn sang Tô Thanh Thi các nàng, nói. Ta biết rõ, trong khoảng thời gian này các ngươi khẳng định đều chờ đợi ta trong lo lắng, ta không cách nào hứa hẹn cái gì, cũng không muốn nói cái gì thật có lỗi, bởi vì, chúng ta là người một nhà. Những lời này không cần thiết nói ra. Ta cũng không phải là người nhà ngươi. Nói chuyện là Đinh Thược Dược, nàng không chỉ nói, nàng còn cố ý đứng sang bên cạnh, cũng tách ra khỏi đám người Tô Thanh Thi. Di nương đúng mà. Dương Niệm Tuyết nói. Di nương chính là người nhà của chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều tươi cười. Bờ môi của Đinh Thược Dược hơi co giật, nàng đi tới trước mặt Dương Niệm Tuyết, vươn tay xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của Dương Niệm Tuyết, nói. Tiểu nha đầu, nói cho người bao nhiêu lần rồi, không cho phép gọi ta là Di Nương, nên gọi là A Di, hiểu chưa? Sở dĩ Ninh Thược Dược nói như vậy, là vì Dương Niệm Tuyết gọi nữ nhân của Dương Diệp, cũng chính là đám người Hiểu Vũ Tịch đều là Di Nương. Vì cái gì nha? Bàn tay nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết bắt lấy tay Ninh Thược Dược, nói. Thược Dược Di Nương không thích phụ thân sao? Khóe mắt Ninh Thược Dược hơi giật, nhưng trên mặt nở nụ cười như hoa, nói. Là ai nói ta thích phụ thân ngươi? Dương Niệm Tuyết lại chỉ. Mẫu thân, Hiểu Di Nương, Tần Di Nương, An Di Nương, còn có, các nàng cũng biết nha. Một bên, Tô Thanh Thi các nàng đều cười, Dương Diệp cảm thấy xấu hổ. Ninh Thược Dược đỏ mặt, nàng lại xoa bóp gương mặt nhỏ bé của Dương Niệm Tuyết, sau đó lườm Dương Diệp, nàng quay người rời khỏi đại điện. Phụ thân, ta nói sai sao? Ninh Di Nương mất hứng rồi. Dương Niệm Tuyết cảm giác thương tâm. Dương Diệp cười khổ,
hắn hôn lên trán Dương Niệm Tuyết, nói. Ngươi nha! Thời gian kế tiếp, cả huyền giả đại lục được Đinh Thược Dược bố trí biến thành toàn dân giai binh, đương nhiên, trừ cường giả bán thánh ra, huyền giả còn lại nhiều hơn nữa cũng là pháo hôi. Mục đích của Dương Diệp và Đinh Thược Dược cũng không phải dùng bọn họ đối phó huyền giả nghịch loại hoặc thánh địa, bọn họ muốn chính là làm mọi người có cảm giác nguy cơ. Chỉ có cảm nhận được cảm giác nguy cơ, áp bách cường đại, rất nhiều người mới đi cố gắng, đi dốc sức liều mạng. Trong lúc sống chết trước mắt, tiềm năng của một người mới có thể bị kích phát vô hạn. Dương Diệp cho mình 10 ngày nghỉ, trong 10 ngày này, hắn không tu luyện, cũng không có đi quản chuyện cổ vực thành, hắn tập trung thời gian cho Dương Niệm Tuyết và đám người Tô Thanh Thi. Đối với Dương Niệm Tuyết và Tô Thanh Thi, nội tâm Dương Diệp đầy áy náy. Hắn phần lớn thời gian không phải dùng để tu luyện, thì đang đi đường, thời gian cho các nàng quá ít, hơn nữa, hắn vô cùng rõ ràng, trong khoảng thời gian hắn ra ngoài, Tô Thanh thì các nàng nhất định nhớ hắn. Nhưng không có biện pháp, bởi vì hắn không cố gắng, chờ đợi hắn chính là tử vong. Sáng sớm, Dương Diệp đang ôm Dương Niệm Tuyết trong hậu viện phủ thành chủ, đột nhiên Lục Uyển Nhi xuất hiện trước mặt Dương Diệp. So kiếm. Lục Uyển Nhi nhìn thẳng Dương Diệp, nàng không nói một câu dư thừa nào. Nhìn thấy Lục Uyển Nhi, Dương Diệp hơi đau đầu, nữ nhân này vừa gặp mặt hắn là đòi so kiếm. Đương nhiên, đối phương không thể nào là đối thủ của hắn. Chủ yếu đối phương muốn giải thích khó hiểu khi so kiếm, cho dù là khuya khoát. Hắn tự nhiên có thể cự tuyệt, nhưng hắn không có, bởi vì thiên phú kiếm đạo của Lục Uyển Nhi làm hắn giật mình. Vẫn chưa tới 5 ngày, kiếm ý của Lục Uyển Nhi từ thất trọng tăng lên tới bát trọng. Tốc độ như vậy còn làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Dương Diệp chỉ vào cái ghế trước mặt hắn, sau đó nói. Uyển Nhi, ngồi trước. Lục Uyển Nhi không có ngồi, nàng chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không phải muốn nói chuyện tào lao với ngươi, ta tìm ngươi trò chuyện kiếm đạo. Lục Uyển Nhi lập tức ngồi xuống. Dương Diệp nói. Ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao kiếm ý của ngươi tăng lên nhanh như vậy không? Hơn nữa bất cứ kiếm kỹ gì, ngươi xem một lần là thành thục, xem ba là có thể nắm giữ tinh túy. Ta rất ngạc nhiên, thực rất ngạc nhiên. Lục Uyển Nhi trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta không biết, ta chỉ biết là, ta có cảm giác thân thiết khó hiểu với kiếm, ta thậm chí cảm giác ta có thể câu thông với kiếm. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi không có loại cảm giác này sao? Dương Diệp giật mình, Lục Uyển Nhi nói chuyện thật đả kích người khác, bởi vì hắn lúc trước tu kiếm không có cảm giác như vậy. Thậm chí, thiên phú kiếm đạo của hắn cũng không phải tốt như thế. Sở dĩ kiếm đạo của hắn thành công, trừ kiếm linh cùng tiểu tuyển qua ra, hắn nghĩ tới một điểm, đó là tính cách của hắn. Hắn biết rõ ưu điểm cùng khuyết điểm tính cách của mình, khuyết điểm là dễ dàng đắc tội với người, dễ dàng gây thù hằn bốn phía, dễ dàng tìm đường chết, mà ưu điểm là kiên định, nhận thức chuẩn một việc gì, không thành công thì không quay đầu lại. Trọng yếu nhất là tâm tình, hắn làm việc chưa bao giờ quan tâm tới việc gì khác. Nên tha cứ thưa, đáng chết liền giết. Điểm này là bản tâm của hắn thấy rõ bản tâm của chính mình, sau đó nhận chuẩn bản tâm, cuối cùng, thuận theo bản tâm. Trong lòng mỗi người đều có ác ma, bởi vì ác ma bị rất nhiều nhân tố áp chế, hoặc là nói, có người sẽ không thừa nhận trong lòng mình có ác ma. Mà cho dù có người thừa nhận trong lòng mình có ác ma, nhưng sẽ vì nhân tố bên ngoài mà áp chế ác ma của mình. Bọn họ không phải sợ phóng thích ác ma gây thương tích cho người khác. Mà là sợ phóng thích ác ma sẽ dẫn tai họa cho mình. Bởi vậy, rất nhiều người gặp được chuyện bất bình tình sẽ nhường nhịn, tránh lui, trốn tránh. Loại người này dần già không còn tâm huyết, không chỉ có tâm huyết mất đi, còn có thể vì các loại lý do giải thích bản chất yếu kém của bản thân. Người có tài năng chân chính trên thế gian, kỳ thật phần lớn đều ít xuất hiện. Làm việc bình tĩnh, sẽ nhường nhịn với người yếu, chuyện này gọi là cảnh giới. Đối mặt với người mạnh hơn mình mà nhường nhịn thì không gọi là cảnh giới, cái này gọi là mềm yếu. Cho nên, trên thế giới có rất nhiều kẻ bắt nạt người yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Vì cái gì? Bởi vì kẻ yếu dễ khi dễ. Dương Diệp hiểu rõ điểm này, bởi vậy, hắn tuyệt đối không nhường nhịn. Lấn ta, phụ ta, muốn hại ta, ta trả gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Nhân từ, ta sẽ nói với người, mà thế giới này... Không phải rất nhiều người đều có thể gọi là người. Kiếm đạo có rất nhiều loại, hắn đi kiếm đạo là sát đạo, bất bình, dùng giết giải quyết.
Lục Uyển Nhi trước mắt còn chưa hiểu kiếm đạo của mình, nhưng tốc độ tăng kiếm ý và kiếm kỹ nhanh tới mức hắn còn cảm thấy tự ti. Nói chuyện với Lục Uyển Nhi hồi lâu, Dương Diệp càng phát hiện Lục Uyển Nhi khủng bố, bởi vì một ít phương diện kiếm đạo, chỉ cần hắn mở đầu, nàng cơ bản đã hiểu được điểm phía sau. Hơn nữa còn có thể đưa ra một ít giải thích đặc biệt cùng vấn đề. Nhìn Lục Uyển Nhi hồi lâu, Dương Diệp không nói gì, Lục Uyển Nhi ngay từ đầu còn rất nhạt, nhưng rất nhanh, nàng đã mất tự nhiên, ánh mắt của nàng trốn tránh, không dám đối mặt với Dương Diệp nhìn mình. Hồi lâu, vào lúc Lục Uyển Nhi sắp không chịu nổi ánh mắt của Dương Diệp xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho nàng, nói. Trong này có truyền thừa kiếm đạo của một tiền bối, ta cảm thấy nếu như ngay cả ngươi không có tư cách truyền thừa kiếm đạo của hắn, như vậy thế giới này không có người nào đủ tư cách. Bên trong còn có đồ hắn lưu cho ngươi, ta không có xem qua, hiện tại, nó là của ngươi. Tiền bối kia rất mạnh sao? Lục Uyển Nhi hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Rất mạnh, mạnh phi thường. Lục Uyển Nhi gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn, nàng biết rõ, người có thể làm Dương Diệp nói kiếm đạo của hắn rất mạnh, như vậy nhất định là mạnh thật sự. 10 ngày qua đi, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện, trải qua 20 ngày điên cuồng tu luyện, hắn đạt tới hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Mà lúc này, huyền giả đại lục gặp chuyện không may. Bởi vì người trong lôi chỉ tại yêu giới long tộc sắp đi ra. Hắn còn chưa đi ra, nhưng khí tức của hắn đã hủy long tộc. Chấn ngục tháp phá, huyền giả nghịch loại xuất thế một. Yêu vực. Long tộc trừ lôi chỉ ra, tất cả đều không có. Cũng may không có long tộc thương vong, bởi vì yêu vực lúc trước kết minh với nhân tộc, Dương Diệp đã ói cho yêu hoàng biết dưới lôi chỉ có tồn tại khủng bố, bởi vậy, long tộc đã sớm rời khỏi hang ổ long tộc. Dương Diệp cùng Lục Đạo cùng Mạc Lão đứng bên cạnh lối chỉ, bọn họ nhìn lối chỉ không ngừng quay cuồng, trên mặt ba người xuất hiện thần thái ngưng trọng. Kỳ thật, hắn đã có thể đi ra từ sớm. Lục Đạo nói. Dương Diệp khó hiểu, nhìn về phía Lục Đạo nói. Cảm nhận được không, hắn đang hấp thu địa mạch trong lòng đất, người có khả năng không rõ cái gì gọi là địa mạch cũng là một loại năng lượng giống như linh khí. Nhưng địa mạch không bằng linh khí. Nhưng có địa mạch còn nhiều hơn linh khí vô số lần. Ta cảm thụ được, địa mạch nơi này còn tinh thuần hơn linh khí, chỉ có điều nó sắp khô kiệt. Thực lực của hắn như thế nào? Đây là điểm Dương Diệp quan tâm nhất, bởi vì gia hỏa này đang ở huyền giả đại lục, một khi gây chuyện không tốt, hắn có thể làm huyền giả đại lục long trời lỡ đất. Không biết, Lục Đạo nói. Nhìn trận thế thì ngươi cũng hiểu, đối phương tuyệt đối không phải người lương thiện. Dương Diệp gật đầu, kỳ thật hắn cũng hiểu, có thể làm cho long tộc lúc trước không tiếc hy sinh chính mình để trấn áp người này, hắn làm sao có thể sẽ là kẻ yếu. Nhưng cũng không sao cả, nơi này là thế giới không có thánh giả, đối phương có thể mạng tới mức nào. Chờ lát nữa nói chuyện với hắn, nếu như thật sự không thể đồng ý, vậy thì kết liễu hắn. Lục Đạo nói. Dương Diệp gật đầu, có Lục Đạo và Mạc Lão ở đây, còn có trấn giới thạch. Lại còn có 21 khôi lỗi bán thánh, hơn nữa trong đó còn có hai cỗ là bán thánh trung cấp. Đội hình này không thể giải trấn áp một bán thánh thì quá thất bại. Lúc này lôi chỉ sôi lên như nước nóng, nó không ngừng lăn lộn, cùng lúc đó, mặt đất chung quanh run run. Lại qua một hồi, trong lôi chỉ sinh ra vô số hắc khí, không đến bao lâu, cả lôi chỉ đã bị hắc khí bao phủ. Xem ra gia hỏa này là ma đầu. Lục Đạo nói, ma thì như thế nào? Ta nguyện ý thành ma. Trong hắc khí, đột nhiên có giọng nói vang lên. Âm thanh rất có tử tính, giống như có ma tính hấp thu hồn phách của người khác. Nội tâm Dương Diệp dùng mình, kiếm ý ly thể một tấc hình thành một tầng bình chướng hơi mỏng. Hiện tại, hắn biết rõ, thực lực người phía dưới không kém gì Hà Chí Tôn cùng Nhân Nhân. Ma hay không ma không liên quan gì tới ta, người sắp đi ra, chúng ta cũng không ngăn cản. Nhưng ngươi phải cam đoan sau khi đi ra không được gây hại chúng sinh. Dương Diệp nói, lúc này huyền giả đại lục đã nhất thống, đều là thế lực của hắn, nếu như đối phương dám sằng bậy chính là gây phiền toái cho hắn, đây là chuyện hắn không cho phép. Cam đoan. Trong hắc khí truyền ra âm thanh nho nhỏ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám bảo bổn vương cam đoan. Ta vốn không có hứng thú với đám phàm mệnh các ngươi, nhưng người nói như vậy. Bốn vương càng muốn gây tai họa một chút. Vừa vặn, 10 vạn năm không có giết người, ta sợ lạ lắm, nên quen thuộc trước đã.
cho người mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Dương Diệp lạnh lùng nói. Người cảm giác mình rất trâu bò, vậy thì đi ra chiến một trận, người nhìn ta có thể tiêu diệt người hay không? Con sâu cái kiến, ngươi sẽ vì lời này mà trả giá thật nhiều. Dưới lôi trì, giọng nói lạnh như băng vang lên. Ngươi sẽ trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Nói chuyện là lục đạo, sau khi nói xong, lục đạo xuất trưởng đánh thẳng vào hắc khí. Oanh! Dưới trưởng lực cực mạnh của lục đạo, hắc khí dưới lôi trì quay cuồng, lúc này đã không có lôi trì, trước mặt Dương Diệp là một vực sâu cực lớn, vực sâu sinh ra vô số hắc khí vô tận. Hắc khí không ngừng tuôn ra từ vực sâu. Ngươi không phải người thế giới này. Dưới hắc khí, giọng nói thần bí tại vang lên. Lục đạo nói, ngươi bây giờ cũng biết thực lực bên phía chúng ta rồi, hiện tại, ngươi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện hay không? Nếu như ngươi không biết, vậy thì đừng nói, chúng ta đánh một trận là được. Tuần Mặc hồi lâu, người thần bí dưới lòng đất nói lần nữa. Nói chuyện gì? Lục đạo nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp gật đầu, nói. Một tháng sau, huyền giả nghịch loại sắp xuất hiện, đại chiến sắp diễn ra. Khi đó, chiến tranh sẽ kéo dài tới khi huyền giả nghịch loại chết hết, hoặc là nhân loại chúng ta chết hết. Hiện tại huyền giả đại lục có ba phương thế lực, một phương là huyền giả đại lục chúng ta, còn có một phương là thánh địa, cuối cùng là huyền giả nghịch loại. Ngươi thuộc về phương nào? Thánh địa. Giọng nói dưới hắc khí tỏa ra sát ý vô tận, sát ý giống như hầm băng vạn năm, làm cho Dương Diệp cũng cảm thấy hàn ý. Không cần phải nói, người phía dưới nhất định có đại thù với thánh địa. Nghĩ lại cũng phải, lúc trước long tộc thuộc về thánh địa, người này lại bị long tộc trấn áp, có thù oán là việc rất bình thường. Ta biết rõ ý của ngươi, sau khi ta đi ra không đối địch với các ngươi, nhưng mà, long tộc nhất định phải chết hết, không chỉ có long tộc trên huyền giả đại lục, cho dù là long tộc tại thánh địa, bổn vương cũng muốn bọn chúng chết hết. Giọng nói thần bí gào thét. Dương Diệp lắc đầu, nói. Các hạ nên nhớ tình huống và tình cảnh của mình. Bất kể là huyền giả đại lục ta hay tại thánh địa, ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng lực lượng một người đánh thắng chúng ta sao? Không nên nói ngươi năm đó lợi hại như thế nào, ta chỉ biết ngươi bây giờ là người cô đơn một. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thần bí trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Ngươi đừng động long tộc huyền giả đại lục, long tộc thánh địa, ngươi tùy tiện giết. Một câu cuối cùng, chỉ cần ngươi đáp ứng đi ra không gây họa cho huyền giả đại lục, chúng ta xoay người rời đi. Hắn không phải không muốn mời chào đối phương, nhưng hắn biết rõ ràng, đối phương không giống với Mạc Lão và Lục Đạo, đến cấp bậc của đối phương làm sao có thể đi theo hắn chứ? Nếu như ta giết thì sao? Người thần bí trầm giọng nói. Vậy ngươi đừng đi ra nữa. Trong mắt Dương Diệp bắn ra sát ý vô hạn, hai người bên cạnh người rất mạnh, nhưng dựa vào hai người bọn họ lại không thể giết ta. Người thần bí nói. Dương Diệp vung tay phải lên. 21 khôi lỗi bán thánh xuất hiện sau lưng hắn, nói. Ta thật sự không muốn lãng phí thời gian với người, hiện tại, ta cải biến chủ ý, đối với nhân tố không ổn định như ngươi, nên loại bỏ thì tốt hơn. Nói xong, Dương Diệp xuất ra trấn giới thạch ném cho Mạc Lão, sau đó lại cho 21 bán thánh nhảy xuống vực sâu. Mạc Lão liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó hắn và Lục Đạo cùng tiến vào vực sâu. Trấn giới thạch, tiểu tử. Rốt cuộc ngươi là ai? Lại có được trấn giới thạch của thánh địa? Rất nhanh, trong lòng đất sinh ra tiếng nổ lớn, lực lượng cường đại làm cho vực sâu mở rộng ra, chỉ qua mấy giây, vực sâu đã mở rộng hơn 100 lần. Ngừng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Người thần bí dưới vực sâu nói. Rất nhanh, Mạc Lão và Lục Đạo còn có 21 khôi lỗi bán thánh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Lục Đạo lắc đầu, nói. Giết hắn không chết. Huyền giả nghịch loại. Dương Diệp nhướng mày. Mạc Lão trả trấn giới thạch lại cho Dương Diệp, nói. Hắn không phải huyền giả nghịch loại, bởi vì trên người hắn không có khí tức của huyền giả nghịch loại, nhưng... hắn có thân thể bất tử của huyền giả nghịch loại. Ta hiểu rồi. Dương Diệp nhìn về hướng vực sâu, nói. Người đã từng đoạt xá huyền giả nghịch loại, ta đoán đúng chứ? Làm sao ngươi biết? Trong giọng nói của người thần bí mang theo khiếp sợ và khó. Hiểu. Ngươi đừng quản. Dương Diệp khoát khoát tay, nói. Ngươi nghĩ sao, hiện tại đến nói chuyện. Dương Diệp hiện tại đã hiểu một việc, về sau có thể sử dụng nắm đấm giải quyết thì tận lực đừng nói nhảm.
nắm đấm đủ cứng thì đối phương sẽ đàm phán với ngươi. Chúng ta có thể hợp tác. Người thần bí nói. Tâm thần Dương Diệp khẽ động, nói. Nói tiếp. Đại kiếp nạn hàng tâm, chỉ bằng vào lực lượng chúng ta, căn bản không có khả năng sống sót. Chúng ta có thể kiến thủ đối kháng thánh địa, đối kháng huyền giả nghịch loại, còn có thiên ngoại thiên. Người thần bí nói. Ta làm sao tin lời của người? Dương Diệp nói. Lục đạo nói. Đến cấp bậc như hắn đã khinh thường nói dối. Dương Diệp gật đầu, cường giả có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của cường giả, đối phương trước kia suýt bị diệt nhưng cũng không có cầu xin tha thứ, có thể thấy được đối phương là người có cốt khí. Sau khi giải quyết xong việc của người thần bí, Dương Diệp lập tức trở lại cổ vực thành, sau đó hắn điên cuồng tu luyện. Hắn vốn muốn tìm An Nam Tĩnh luận bàn tỉ thí, nhưng đáng tiếc từ khi hắn trở lại, An Nam Tĩnh vẫn đang bế quan. Lại qua một tháng. Được vô số năng lượng thạch và hỏa tinh thạch ngàn năm trồng chất, Dương Diệp từ hoàng giả cảnh ngũ phẩm tăng lên tới hoàng giả cảnh lục phẩm, nhưng hắn hiện tại vẫn không thể rút kiếm. Theo như kiếm linh nói, lực lượng và thực lực của hắn quá thấp, đạt tới bán thánh có thể thử xem. Việc đáng mừng duy nhất là, cảnh giới tăng lên, hồng mông tử khí trong hồng mông tháp càng ngày càng nhiều, khi hồng mông tử khí càng ngày càng nhiều, có một ý niệm điên cuồng xuất hiện trong đầu Dương Diệp. Thánh địa. Lúc này thánh địa và huyền giả đại lục đều toàn dân giai binh, thánh chủ ra lệnh hiệu triệu, cường giả tất cả chủng tộc tất cả tập hợp tại cổ thánh thành, lúc này cổ thánh thành bị khí tức cường giả bao phủ. Dương Diệp đang đợi, thánh địa đang đợi, tất cả đang đợi, chờ đợi huyền giả nghịch loại xuất thế. Rốt cục, một ngày nào đó, một giọng nói vang vọng mỗi góc thánh địa. 10 vạn năm, chúng ta thoát khỏi số mệnh. Nói xong, oanh. Chấn ngục tháp bị nghiền nát. Kể từ hôm nay, người này, thiên đấy, địa này, tất cả đi chết đi. Một giọng nói vang vọng mỗi góc thánh địa. Oanh! Một cột máu bay thẳng lên trời, một tiếng nổ vang thật lớn sinh ra làm thiên địa run rẩy. Thiên biến. Thiên đạo vẫn. Một. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được khí chất buồn bã. Bởi vì thiên đạo của thế giới này đã chết. Mỗi thế giới ra đời đều có linh. Mọi người gọi linh này là thiên đạo. Thiên đạo có ý thức, phải nói là có tiềm thức, nó sẽ dựa vào bản năng ra tay với người uy hiếp nó, ví dụ như lúc có người thành thánh, nó sẽ giáng thiên kiếp, bởi vì người cường đại tới trình độ nhất định sẽ uy hiếp tới nó. Không có đúng sai, thiên đạo phải sống, nó phải ngăn cản người mạnh lên, mà người muốn sống càng lâu phải tranh với trời. Tuy như thế, nhưng rất nhiều người nhìn trời đều mang lòng kính ý, bởi vì nó thai nghén nhân loại. Thai nghén tất cả sinh linh. Bởi vậy, rất nhiều nhân loại dù đã mạnh lên, giống như kiếm tông tổ sư lúc trước, hắn vẫn không ra tay với thiên đạo. Mà bây giờ, huyền giả nghịch loại vừa xuất thế, đầu tiên giết chính là thiên đạo của thế giới này. Đây là tuyên chiến với tất cả sinh linh. Bởi vì không có thiên đạo, thế giới này sẽ khô kiệt trong thời gian ngắn, cho đến khi triệt để hủy diệt. Không chết không thôi. Hiện tại, bất kể là thánh địa hay người của huyền giả đại lục đều hiểu ý của huyền giả nghịch loại. Chấn ngục tháp hủy diệt, từng bóng đen trong lòng đất bay lên trời. Khi càng ngày càng nhiều huyền giả nghịch loại xuất hiện, khí tức khủng bố trên mặt đất càng ngày càng mạnh, dần dần, khí tức cường giả huyền giả nghịch loại và khí tức cường giả cổ thánh thành ngưng tụ thành cự long màu vàng và màu đen, tất cả đều va chạm nhau trên bầu trời. Oanh! Phía chân trời run rẩy dữ dội, hai cự long vỡ vụn. Tịch diệt quyền. Một giọng nói truyền ra từ lòng đất, sau đó nắm đấm màu đen phóng lên trời, nắm đấm cải biến phương hướng trên không trung, nó đánh thẳng về phía cổ thánh thành. Nắm đấm không lớn, chỉ là nắm tay bình thường, trong đó lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, sinh cơ không còn. Giống như muốn hủy diệt tất cả. Còn chưa đi vào cổ thánh thành, nhưng là lực lượng trong đó làm vô số người trong cổ thánh thành biến sắc. Bởi vì sinh cơ của bọn họ đang trôi qua. Tinh vẫn chỉ. Một giọng nói vang lên trong cổ thánh thành, đón lấy, một ngón tay màu vàng xuất hiện va chạm với nắm đấm trên không trung cổ thánh thành. Oanh! Ngay sau đó có tiếng nổ như sấm sét vang vọng khắp thiên địa, màng tai của rất nhiều người run rẩy, có người thực lực yếu bị rung động thất khiếu đổ máu. Đúng vậy, người không thua kém gì tổ tiên ngươi năm đó. Giọng nói trong lòng đất tại truyền tới. Lúc này có một trung niên với mái tóc thật dài xuất hiện bên ngoài cổ thánh thành, phía sau hắn có gần vạn người. Toàn bộ là bán thánh.
Người trung niên mái tóc rất dài chạm đất, bên hông hắn là một thanh đao, đạo dài ba thước có thừa, không vỏ đao, thân đao rất bình thường, nhìn giống như đao phổ thông. Mà người trung niên không có mắt, trong hốc mắt của hắn rỗng tuếch, bất cứ ai nhìn cũng cảm thấy trung niên vô cùng khủng bố. Sau lưng người trung niên có 10 cường giả mặc áo đen, nữ có nam có, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là 10 người này đều là bán thánh cao cấp. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể thu phục tất cả huyền giả nghịch loại, thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trong cổ thánh thành, một giọng nói vang lên. Năm đó, bởi vì chúng ta không đoàn kết nên bị các ngươi và người thiên ngoại thiên đánh bại, hiện tại, các ngươi sẽ không có cơ hội. Người trung niên nói. Các ngươi, không có thân thể bất tử. Trong cổ thánh thành, giọng nói vang lên. Đối với chúng ta mà nói, đó là giải thoát. Người trung niên tiến lên một bước, nói. Năm đó tổ tiên các ngươi thiếu nợ chúng ta, hôm nay, các ngươi nên trả thay bọn họ. Các ngươi giải thoát, chúng ta cũng được giải thoát. Đến đây đi. Giọng nói vừa dứt, cửa thành cổ thánh thành bị mở ra, một nam tử thân mặc áo bào trắng, mặt mang mặt nạ màu trắng chậm rãi đi tới. Sau lưng hắn có 15 tên cường giả. Toàn bộ đều là bán thánh cao cấp, trong đó có Hà Chí Tôn, còn có Nhân Nhân và lão giả mù. Sau lưng 15 người là hơn 2 vạn tên bán thánh. Không cần nói nhảm, chiến. Một trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất bên ngoài cổ thánh thành, cũng nhuộm đỏ tường thành cổ thánh thành, mùi huyết tinh bao phủ khắp thánh. Địa. 3 ngày sau, người thánh địa lui trở về cố thánh thành. Một trận chiến này, thánh địa vứt bỏ thi thể 5.000 cường giả bán thánh bên ngoài cổ thánh thành, mà huyền giả nghịch loại chỉ chết không tới 1.000. Thánh địa đại bại, thảm bại, chỉ có thể dựa vào đại trận 10 vạn năm trước của cổ thánh thành ngăn cản huyền giả nghịch loại. Lúc này, tất cả mọi người đã nhìn thấy sự khủng bố và cường đại của huyền giả nghịch loại. Trong mắt chúng ta, các ngươi chỉ là một đứa trẻ con. Nam tử trung niên lơ lửng trên không trung bên ngoài cổ thánh thành, bao quát cổ thánh thành và nói. Chúng ta trải qua chiến đấu và nguy hiểm, làm sao một đám người chưa thấy qua các mặt xã hội như các ngươi có thể sánh bằng. Nam tử mang mặt nạ xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, nói. Ta nhớ trận pháp này, gọi là chư thiên kết giới trận, nó xuất phát từ tay của người thiên ngoại thiên năm xưa. Nếu như ta cường công, có thể phá nhưng sẽ tổn thất thảm trọng. Không sao, chúng ta lên. Nói xong, nam tử trung niên quay người rời đi, cùng lúc đó giọng nói lại vang lên. 10 vạn năm, các ngươi chịu khổ 10 vạn năm, chẳng lẽ không muốn phát tiết hay sao? Giống. Đám huyền giả nghịch loại trước mặt nam tử trung niên chu lên một tiếng, sau đó hóa thành từng bóng đen bay khắp 4 phương 8 hướng. Tại thánh địa, cũng không phải tất cả người đều rút vào cổ thánh thành, đi vào cổ thánh thành chỉ có lực lượng đỉnh cấp của các chủng tộc, mà những huyền giả lực lượng không tới. Đồ sát trần trụi. Thánh địa, nơi đây đã từng là thiên đường, hiện tại nó đã biến thành địa ngục chân chính, mà cổ thánh thành trở thành nơi yên vui cuối cùng. Huyền giả đại lục. Dương Diệp nhốt mình trong mật thất, ở trước mặt hắn là 8 tòa thạch quan. Lúc này sắc mặt Dương Diệp đầy hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể những người trong thạch quan đã không còn côn trùng màu đen, nói cách khác, hắn có thể luyện chế thành kiếm nô. Ở bên cạnh hắn là kiếm linh, còn có 21 kiếm nô bán thánh, việc này phòng ngừa đám người trong thạch quan đột nhiên sống lại. Làm cho hắn ngoài ý muốn là, những người trong thạch quan cũng không có sống lại. Hơn nữa đều không có sinh cơ. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì. Việc này cũng không trọng yếu là hắn sắp có đạt được 8 khôi lỗi bán thánh trung cấp. Đối với luyện chế khôi lỗi, Dương Diệp đã quen việc dễ làm, một ngày sau, hắn đã có thêm 8 khôi lỗi bán thánh trung cấp, tăng thêm trước đó có 2 khối lỗi bán thánh trung cấp, hắn hiện tại đã có 10 tên khôi lỗi bán thánh trung cấp, còn có 19 tên khôi lỗi bán thánh bình thường. Đương nhiên, hắn biết rõ, chút thực lực ấy không đủ nhìn trước mặt bán thánh cao cấp cùng huyền giả nghịch loại, bởi vậy hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn rót hồng mông tử khí cho những khôi lỗi bán thánh này tu luyện. Hồng mông tử khí, hắn không dám cho Mạc lão cùng Lục đạo dùng, không phải hắn không tin hai người, trái lại, hắn phi thường tín nhiệm Mạc lão, nhưng chuyện hồng mông tử khí thật sự kiện quan quả dớn. Một khi nơi này xuất hiện thánh giả, nó có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa thế giới này có hồng mông tử khí, mà hồng mông tử khí đã bị phong tỏa,
tìm Hồng Mông tử khí từ nơi nào. Khi đó, không chỉ có thánh địa cùng huyền giả nghịch loại ném ánh mắt tới huyền giả đại lục, khẳng định những người thiên ngoại thiên kia cũng sẽ ra tay. Mạc lão thành thánh có thể quét ngang huyền giả nghịch loại cùng thánh địa, nhưng có thể quét ngang thiên ngoại thiên sao? Không thể, mà một khi thiên ngoại thiên không cố kỵ tất cả ra tay, huyền giả đại lục thập tử vô sinh. Mà bảo vật sinh ra Hồng Mông tử khí tuyệt đối sẽ làm người thiên ngoại thiên không để ý tất cả để ra tay. Hắn không phải không muốn đám người Mạc lão cùng lục đạo thành thánh, mà là thời cơ chưa tới. Dương Diệp đã kiến thức được sự khủng bố của Hồng Mông tử khí, những khôi lỗi bán thánh này dùng Hồng Mông tử khí tu luyện, khí tức của khôi lỗi bán thánh không ngừng tăng lên. Việc này làm cho Dương Diệp đại hỉ, nhưng hắn cũng đau lòng, bởi vì hắn tích lũy những Hồng Mông tử khí này rất lâu. 3 ngày sau, 19 tên khôi lỗi bán thánh bình thường trong cơ thể Dương Diệp đã biến thành bán thánh trung cấp, mà 10 bộ bán thánh trung cấp vẫn là bán thánh trung cấp, cũng không có tăng lên, nhưng khí tức 10 bộ bán thánh trung cấp đã mạnh hơn túc trước mấy tần. Cùng là bán thánh trung cấp, hiện tại 10 bộ bán thánh của hắn có một cỗ đã có thể chống lại 2-3 người như tộc trưởng hỏa linh tộc. Dương Diệp đặt tên cho 10 bộ bán thánh này là siêu cấp chiến tướng, những bán thánh trung cấp kia và 10 tên siêu cấp chiến tướng cùng là bán thánh trung cấp. Nhưng thực lực hai bên chênh lệch với nhau rất rõ ràng. Dương Diệp vốn định yên tĩnh tu luyện, tăng lên cảnh giới, từ đó đạt được thêm nữa Hồng Mông tử khí, sau đó tiếp tục tăng thực lực cho kiếm nô bán thánh, nhưng đáng tiếc, phiền toái đến. Mục Thanh Phong đến huyền giả đại lục, không phải một người tới, mà ta mang theo 2 huyền giả nghịch loại đến, chính xác mà nói nàng bị 2 gã huyền giả nghịch loại đuổi giết. Vốn 2 gã huyền giả nghịch loại đuổi giết Mục Thanh Phong. Nhưng sau khi 2 gã huyền giả nghịch phải phát hiện huyền giả đại lục, 1 gã huyền giả nghịch loại trong đó lại bỏ qua Mục Thanh Phong, sau đó bắt đầu đổ sát. Dương Diệp ra khỏi mật thất, hắn nhìn lên trời, nói. Nên đến cuối cùng vẫn phải đến, trốn cũng không khỏi. Nói xong, vèo, một tiếng, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời. Thánh đường muốn hợp tác. 1. Huyền giả nghịch loại xuất thế, chiến đấu là không thể tránh được. Huyền giả đại lục muốn né tránh là việc không thể nào. Bởi vậy, sau khi biết được huyền giả nghịch loại tiến vào huyền giả đại lục, Dương Diệp cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dương Diệp có lo lắng, bởi vì huyền giả nghịch loại đều là bán thánh, hơn nữa số lượng gần 1 vạn, thực lực khủng bố như vậy, nếu như toàn bộ đi vào huyền giả đại lục nên như thế nào? Đánh nhất định là đánh không lại. Dương Diệp cũng ý định được. Nếu như đến lúc đó huyền giả đại lục có tai họa ngập đầu, hắn sẽ lập tức cho Mạc lão cùng lục đạo thành thánh. Bởi vì đến thời điểm này, cố kỵ cái kia, đó là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Bắc Hải. Sau khi Mục Thanh Phong đi vào huyền giả đại lục, nàng lập tức chạy về hướng cổ vực thành, nàng tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, từ đó xé rách không khí những nơi đi qua. Dù là như thế, nhưng nàng vẫn bị ngăn lại. Người ngăn lại là huyền giả nghịch loại. Tiểu nữ hài, tốc độ không tệ, có thể làm ta đuổi theo lâu như thế. Huyền giả nghịch loại có dáng dấp khoảng 20 tuổi, hắn rất trẻ tuổi, nhưng giọng nói lại già nua. Huyền khí trong cơ thể Mục Thanh Phong bắt đầu khởi động, nàng nói. Nơi này là huyền giả đại lục, nếu như ngươi hiện tại quay đầu trở về thánh địa còn kịp. Nếu về muộn sẽ không đi về được. Làm ta sợ sao? Nam tử suy cười một tiếng, nói. Linh khí thế giới này kém tới mức ta không cảm giác được, ở chỗ này, căn bản không có khả năng sinh ra si cường giả gì, dù cho có, ta cần sợ sao? Ta không chỉ có thể trở về, còn có thể đồ sát tất cả người ở đây. Không phải các tiền bối của ngươi lúc trước thủ hộ đại lục này sao? Hiện tại, chúng ta muốn hủy diệt trên phiến đại lục này, không chỉ hủy diệt, còn muốn giết chết tất cả hậu bối các ngươi. Nói xong, nam tử nâng tay phải lên, hắn muốn động thủ. Mục Thanh Phong nheo mắt, nàng tự nhiên không phải đối thủ của lão quái vật này, nàng cũng không có chuẩn bị đầu hàng, lúc nàng đang chuẩn bị liều chết đánh một trận, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, nàng nhìn về sau lưng huyền giả nghịch loại, nói. Dương Man. Chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng nam tử từ lúc nào, khi nhìn thấy Mục Thanh Phong gọi mình là Dương Man, Dương Diệp nao nao, sau đó hắn gật đầu với Mục Thanh Phong. Tuy hắn căm thù thánh địa. Nhưng hắn cũng không thù địch Bái Nguyệt Điện, còn có Mục Thanh Phong cùng đám người minh nữ. Nam tử quay người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt nhìn Dương Diệp một lúc, nói. Hoàng giả cảnh lục phẩm, người tới tìm cái chết sao?
Dương Diệp nói. Kỳ thật, ta không có định ý gì với huyền giả nghịch loại, dù sao, Tần Bất Phàm là người không tệ. Nhưng ta không thể không nói, ta sai rồi. Ta đã nghe thấy những tài người nói vừa rồi, ta thực rất muốn nói một câu, lúc trước trấn áp các ngươi là thiên ngoại thiên, là đám cường giả 10 vạn năm trước, các ngươi lúc ấy thua, đó là do tài nghệ không bằng người, cho nên đáng đời bị phạt, mà bây giờ, các ngươi lại muốn gây hậu nhân của bọn họ ra báo thù, việc này, các ngươi đáng bị xem thường. Bọn họ chỉ là mở đầu khi chúng ta báo thù. Nam tử chậm rãi nâng tay phải lên, hắn nói với Dương Diệp. Khí tức trên người của người rất cường đại, người còn có thể chấn định trước mặt ta, nghĩ đến người nhất định có lòng tin vào thực lực của mình, đến, cho ta xem, một huyền giả hoàng giả cảnh lục phẩm sẽ mạnh thế nào. Nói xong, tay phải của hắn đánh thẳng về phía Dương Diệp. Bỗng nhiên không gian chung quanh Dương Diệp co rụt lại, giống như bị siết chặt, mà lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Xuy! Thân thể nam tử cứng ngắc tại chỗ, ngực của hắn xuất hiện một kiếm động. Người đứng cách lưng của hắn không xa lại là Dương Diệp. Mục Thanh Phong ngây ngốc, miểu sát bán thánh, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp. Cách đây không lâu, Dương Diệp cũng giết qua bán thánh, nhưng hắn không nhẹ nhõm giống như hiện tại, mà bây giờ, chỉ một kiếm, một huyền giả nghịch loại bán thánh lại bị giết. Trong mắt nam tử còn mang theo thần thái không dám tin. Kiếm ý thiên giai nhị trọng, không có khả năng, cho dù là kiếm ý thiên giai nhị trọng. Tốc độ và uy lực kiếm của ngươi cũng không mạnh như thế. Dương Diệp sẽ không giải thích với hắn, lúc trước hắn dùng một kích chí mạng và quang chi kiếm cực kỳ nhanh chóng, còn có nhân kiếm trong thiên tuyệt kiếm. Đừng nhìn lúc trước chỉ có một kiếm kia lại tiêu hao 1/5 huyền khí trong người của hắn, một kiếm kia là một kiếm toàn lực của hắn. Hắn không muốn đại chiến 300 hiệp với đối thủ, mà gà trực tiếp thi triển một kiếm mạnh nhất của bản thân. Mục đích tự nhiên là không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn đối phương đào tẩu, bởi vì hắn cần luyện đối phương thành kiếm nô bán thánh. Dương Diệp vung tay phải kên, hắn thu thi thể nam tử vào trong hồng mông tháp. Mà lúc này, một tia sáng màu đen xuất hiện, Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí va chạm với hắc quang. Phanh! Hắc quang và kiếm khí tiêu tán, một nam tử xuất hiện trước mặt Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong. Hắn cũng là huyền giả nghịch loại, hắn và người trước kia truy sát ta, nhưng sau khi hắn đi vào huyền giả đại lục đã tự rời đi, hẳn là đi giết người. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Kỳ thật khi ba người vừa tới huyền giả đại lục, Đinh Thược Dược cũng đã biết rõ, nàng cũng không phái người đi ngăn cản hai gã huyền giả nghịch loại, bởi vì người bình thường đi cũng vô dụng. Mà Mạc Lão cùng Lục Đạo lại đang bế quan, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thông chi Dương Diệp, Đinh Thược Dược xem ra. Mặc dù Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh lục phẩm, nhưng đối phó hai gã huyền giả nghịch loại cũng không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, Dương Diệp lúc trước cũng không thể dùng thực lực hoàng giả cảnh chạy tới thánh địa, hơn nữa còn có khả năng sống sót quay về. Thật can đảm, ngươi cũng dám giết hắn. Nam tử kia nói chuyện mang theo sát khí nồng đậm. Ta sẽ làm cho. Ngươi vừa rồi giết bao nhiêu người? Bỗng nhiên Dương Diệp cắt lời nam tử kia. Không có nhiều. Tầm 10 vạn mà thôi. Nam tử cười dữ tợn, nói. Nhưng người yên tâm, đợi tí nữa ta nhất định sẽ giết nhiều hơn một ít. Dương Diệp lắc đầu, đám huyền giả nghịch loại này bị trấn áp 10 vạn năm, oán khí cùng sát khí trong nội tâm đã làm cho bạn họ chỉ còn biết giết chóc. Chính mình trước kia còn suy nghĩ sẽ đàm phán với huyền giả nghịch loại, hiện tại xem ra, đó là việc không thể nào. Ít nhất, trước khi đánh bọn chúng đau đớn, hắn không có khả năng đàm phán với bọn chúng. Dương Diệp cũng không nói nhảm, huyền khí trong cơ thể rót vào trong trường kiếm, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt nam tử kia, cùng lúc đó, mũi kiếm cũng đâm vào ngực đối phương. Miểu sát, lại là miểu sát. Mục Thanh Phong cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, đám huyền giả nghịch loại này không ai sánh bằng tại thánh địa, vậy mà tại Dương Diệp lại miểu sát hai người. Ngươi, nam tử còn muốn nói điều gì? Nhưng hắn đã không có cơ hội, trường kiếm trong tay Dương Diệp hơi động một chút, nam tử lập tức khí tuyệt bỏ mạng. Dương Diệp miểu sát hai huyền giả nghịch loại bán thánh, nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Dương Diệp tự mình biết việc này không dễ cỡ nào. Sắc mặt của hắn hiện tại tái nhợt, trong cơ thể sinh ra cảm giác trống rỗng, bởi vì, huyền khí trong cơ thể hắn chỉ còn lại 1/3. Nếu như có thêm vài tên huyền giả nghịch loại xuất hiện,
hắn có thể làm chính là gọi kiếm nô bán thánh đi ra chơi quần ẩu, bằng không hắn chỉ có thể bỏ trốn. Sau khi thu hồi thi thể đối phương, Dương Diệp quay người nhìn về phía Mục Thanh Phong, trong mắt Mục Thanh Phong lúc này chỉ còn lại khiếp sợ, lúc Dương Diệp nhìn về phía nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói. Ngươi thật mạnh. Dương Diệp lắc đầu, nói. Thánh địa hiện tại như thế nào? Tình huống rất không ổn. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Nghiêm trọng tới trình độ nào? Dương Diệp hỏi. Mục Thanh Phong cười khổ lắc đầu, sau đó nói chuyện thánh địa cho Dương Diệp nghe một lần. Sau nửa ngày, sắc mặt Dương Diệp dần dần ngưng trọng, nói. Ngươi nói cường giả bán thánh của thánh địa chết gần 5.000, mà huyền giả nghịch loại chỉ mới chết 1.000. Mục Thanh Phong gật đầu, nói. Chúng ta cũng thật không ngờ huyền giả nghịch loại lại mạnh tới trình độ này, tuy hai tên vừa rồi rất mạnh nhưng chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Ngươi không có nhìn thấy, chiến lực của rất nhiều huyền giả nghịch loại quá dọa người, hơn nữa bọn họ sẽ hấp thụ tu vi chúng ta, giết một cường giả, bọn họ sẽ mạnh hơn một phần, đặc biệt là giết bán thánh. Nói đơn giản một chút chính là, bọn chúng càng đánh càng mạnh. Bọn chúng mạnh không hợp thói thường. Dương Diệp lắc đầu, 5.000 cường giả bán thánh mới giết chết 1.000 huyền giả nghịch loại. Hắn thậm chí nghĩ hỏi Mục Thanh Phong, nàng xác định là 5.000 cường giả bán thánh mà không phải cường giả hoàng giả cảnh. Lúc này hắn cũng âm thầm may mắn đã dùng toàn lực chém giết đối phương, bằng không thì, hắn rất có thể không làm. Gì được đối phương? Lần này ta tới là vì thánh đường bảo ta tới. Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Các ngươi muốn huyền giả đại lục đầu nhập vào các ngươi. Mục Thanh Phong lắc đầu, nói. Không phải, thánh đường bảo chúng ta có thể hợp tác. Ngươi cũng nhìn thấy thái độ của huyền giả nghịch loại, bọn họ căn bản đều là tên điên, bọn họ không giết sạch thế giới này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ thánh địa chúng ta thất bại, mục tiêu của bọn chúng chính là huyền giả đại lục, đến lúc đó, huyền giả đại lục không thể ngăn được bọn chúng. Còn nữa, nói không chừng bọn chúng có thể sẽ không diệt thánh địa trước, mà là ra tay với các ngươi trước. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Mục Thanh Phong nói. Bọn họ có thể hấp thu tu vi người khác, sau đó dùng tu vi này tăng cường bản thân. Bọn họ đồ sát vì báo thù, phát tiết, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì mạnh hơn. Cố Thánh Thành hiện lại có đại trận phòng ngự, còn có một vị thần phù sư tọa chấn, huyền giả nghịch loại cũng không thể phá Cổ Thánh Thành, nhưng huyền giả đại lục thì sao? Bọn họ đến huyền giả đại lục, tu vi sẽ. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Dương Diệp thay đổi, bởi vì, trước hai người trước đó đều là bán thánh. Cảnh giới không có giảm xuống. Thiên đạo chết, kết giới nơi này không tồn tại. Mục Thanh Phong nhìn thẳng Dương Diệp. Nguy cơ của huyền giả đại lục. 1. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Thánh địa và huyền giả đại lục không có kết giới, việc này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, rất dễ dàng khi đối phó huyền giả đại lục. Nghe đến đó, Dương Diệp đã quyết định hợp tác với thánh địa. Nếu như chỉ có mình hắn sẽ không hợp tác, một người một kiếm, hắn có lòng tin đối mặt với tất cả. Nhưng hiện tại, hắn không thể không suy nghĩ vì huyền giả đại lục. Hắn có thể mang theo thân nhân mình trốn, cũng có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng đám người huyền giả đại lục kia làm sao bây giờ? Ví dụ như Đinh Gia, Tần Gia, những đệ tử kiếm tông, còn có rất nhiều người đi theo hắn lúc đầu. Những người này có thể trốn sao? Nhất định là không thể, trước mặt huyền giả nghịch loại, những người này không có sức hoàn thủ. Đối với Dương Diệp mà nói, những người này không gọi là ràng buộc, mà gọi là trách nhiệm, một nam nhân nên gánh vác trách nhiệm của mình. Trước khi người đến, thánh đường nói như thế nào? Dương Diệp hỏi. Ân oán giữa người và thánh địa sẽ xóa bỏ. Mục Thanh Phong nói. Thánh chủ nói, mặc kệ năm đó thánh địa có ân oán gì với ngươi, toàn bộ xóa bỏ. Hắn còn nói, thánh địa đã từng muốn giết ngươi, nhưng ít nhất chỉ đối phó ngươi mà thôi, cũng chưa từng nghĩ đổ sát toàn bộ huyền giả đại lục, mà huyền giả nghịch loại thì khác, bọn họ sẽ đổ sát tất cả người trên huyền giả đại lục. Ta cầm trấn giới thạch của các ngươi. Dương Diệp nói. Từ giờ trở đi, nó là của ngươi. Mục Thanh Phong nói. Thánh địa có rất nhiều người muốn ta chết. Dương Diệp lại nói. Không có người nào dám một mình ra tay với ngươi. Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ, chỉ sợ chuyện tại thánh địa đã nghiêm trọng đến mức vượt qua hắn tưởng tượng.
Nếu không phải như thế, thánh địa căn bản không có khả năng nhượng bộ hắn như thế. Dương Diệp nói, ta xử lý chuyện huyền giả đại lục xong, sau đó sẽ theo ngươi đi thánh địa. Tuy hắn tạm thời không có xung đột với huyền giả nghịch loại, nhưng Dương Diệp biết rõ, sớm muộn sẽ có. Những huyền giả nghịch loại kia đã điên rồi, không giết người, bọn họ sẽ không khôi phục như thường, hơn nữa giết người còn có thể tăng thực lực lên, tại sao bọn họ phải thu tay tại? Đi đàm phán với huyền giả nghịch loại, đây là hành vi tự rước lấy nhục, bởi vì hắn có thể khẳng định, đối phương sẽ không quan tâm hắn là ai. Nghe vậy, tảng đá trong nội tâm Mục Thanh Phong đã rơi xuống. Sở dĩ thánh địa bảo nàng tới, là vì nàng, còn có Bái Nguyệt Điện có quan hệ không tệ với Dương Diệp, nếu như bảo những người khác tới, có khả năng còn chưa nói lời nào đã bị giết. Thánh địa xem ra, Dương Diệp tuyệt đối có thể làm việc này. Mục Thanh Phong đi theo Dương Diệp trở lại cổ vực thành, đi vào cố vực thành, nàng mới phát hiện, Dương Diệp có uy vọng tại huyện giả đại lục cao bao nhiêu, người ở đây sùng bái Dương Diệp một cách mù quáng, giống như có hắn thì huyền giả đại lục vĩnh viễn sẽ không suy sụp. Ta quyết định liên thủ với thánh địa. Đây là câu đầu tiên khi Dương Diệp nhìn thấy Đinh Thược Dược, khi làm chuyện gì, hắn đều thương lượng với Đinh Thược Dược, đây là tín nhiệm, cũng là tôn trọng. Quyết định sao? Đinh Thược Dược cũng không có bất ngờ, nàng xem ra, huyền giả đại lục cần phải liên thủ với thánh địa, bởi vì trong ba thế lực, thực lực của huyền giả nghịch đã vượt qua thánh địa cùng huyền giả đại lục liên thủ, loại tình huống này, thánh địa cùng huyền giả đại lục không liên thủ sẽ bị diệt vong. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đây à lựa chọn duy nhất của chúng ta, cũng là lựa chọn duy nhất của thánh địa. Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp nói. Nếu ngươi cũng đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Ta đi rồi, người thông chi Mạc Lão cùng Lục Tiền Bối, bảo bọn họ trấn thủ điểm truyền tống đi tới thánh địa. Không được thả huyền giải nghịch phải vào huyền giả đại lục, những kẻ kia đều là tên điên, bọn họ chỉ biết đồ sát, cho nên, đến một giết một, giết xong bảo Mạc Lão giữ thi thể của bọn chúng lại. Đúng lúc này, không gian trước mặt Đinh Thược Dược xuất hiện rung động, sau nửa ngày, trong mắt Đinh Thược Dược bắn ra một tia sát ý, nói. Có 10 tên huyền giả nghịch loại đi vào huyền giả đại lục, như lời ngươi nói, bọn họ đang đổ sát người hải tộc. Người của chúng ta chết thật nhiều, ta bảo những người còn lại ẩn nấp rồi. Lúc này, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Có lẽ 10 huyền giả nghịch loại kia vô tình đi tới huyền giả đại lục, người phải mau chóng xử lý sạch bọn chúng, bằng không, chờ bọn chúng trở về thông chi thêm nữa. Huyền giả nghịch loại, đến lúc đó, huyền giả đại lục của ngươi sẽ trả giá thảm trọng. Trong mắt Dương Diệp bắn ra sát khí, nói. Ta không đi tìm bọn chúng lại tới tìm ta. Thược Dược, chuyện trên đại lục giao cho ngươi. Thanh Phong, chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp và Mục Thanh Phong biến mất trong đại điện. Nhìn lên trời, thần sắc Đinh Thược Dược dần dần ngưng trọng. Nàng biết rõ, từ nay về sau, huyền giả đại lục sẽ không còn thái bình. Hải tộc. Lúc này trên mặt biển hải tộc đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số thi thể phiêu phù ở trên biển, số lượng thi thể rất nhiều. Oanh! Đột nhiên, trên mặt nước bắn ra một cột nước, một huyền giả thân người đuôi cá bay ra khỏi mặt nước. Thiên Lan, đi cổ vực thành, đi mau. Sâu trong đáy biển có giọng nói truyền tới, rất nhanh, giọng nói kia biến mất. Không trung bị một đám ngư nhân vây quanh một nữ tử, nước mắt trên gương mặt nữ tử biến thành trân châu, nhưng lúc rơi xuống biển lại hóa thành khối băng. Công chúa, đi mau. Nguy cơ của huyền giả đại lục. 2. Một lão giả nhân ngư tộc nói với nữ tử người cá Thiên Lan. Nhanh đi cổ vực thành, Dương Diệp đã quay lại huyền giả đại lục, có hắn ở đó, nhất định có thể bảo vệ công chúa vô sự. Dương Diệp, bảo vệ các ngươi vô sự, đúng là trò cười. Một đạo nhân ảnh từ đáy biển phóng lên trời, một gã nam tử xuất hiện tại chúng nhân ngư tộc trước mặt. Vì cái gì đồ sát hải tộc? Thiên Lan nhìn chằm chằm nam tử kia. Thế giới này người, đều đáng chết. Nam tử chậm rãi đáp xuống trước mặt đám người Thiên Lan, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta cảm giác ngươi không giống những người khác, về phần không giống chỗ nào, ta tạm thời còn không biết, tuy, ta cuối cùng sẽ biết. Đương nhiên, đây không phải lý do chính yếu nhất, chủ yếu nhất là ta đã thật lâu chưa nếm qua tư vị nữ nhân. Thiên Lan nhìn chằm chằm vào nam tử kia, đê nói. Ngươi, xứng. Sao? Ta? Nam tử muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn im lặng,
trong vòng ngàn dặm xuất hiện bông tuyết, bông tu kiết vô tận. Sau khi bông tuyết xuất hiện, nhiệt độ trong phạm vi ngàn dặm đã giảm xuống rất nhanh. Nước biển bị băng phong, trừ không gian chung quanh thiên lan ra, tất cả đều bị đóng băng. Ngay cả cường giả bán thánh huyền giả nghịch loại cũng bị đóng băng, chỉ có đôi mắt của hắn còn mang theo sợ hãi. Oanh! Đúng lúc này, dưới biển bị đóng băng xuất hiện 5 người. Phá! Khi giọng nói vang lên, biển băng chung quanh vỡ nát, mà những bông tuyết cũng bị âm thanh này đánh nát. Huyền giả nghịch loại bị thiên lan đóng băng cũng hóa thành băng vụn. Không nghĩ tới, lại gặp được một người U Minh Điện. Một nam tử mặc hắc bào mang quạt lông đi tới trước mặt đám người thiên lan, nam tử dò xét thiên lan, sau đó lắc đầu, nói. Nhìn người như vậy, tối đa chỉ thức tỉnh một thành, so sánh với minh nữ tại cô Thánh Thành, người yêu hơn rất nhiều. Nhân ngư tộc cũng không có thương hại qua các ngươi. Trong lời của thiên lan ẩn chứa một tia dữ tợn. Các ngươi vẫn không buông tha bọn họ, các ngươi thật đáng chết. Các ngươi mới là đáng chết. Trong mắt nam tử cầm quạt lông mang theo sát ý. 10 vạn năm, ngươi biết bị trấn áp 10 vạn năm là cảm giác gì không? Ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn cũng không cách cảm giác đó. Chúng ta chịu thống khổ phải dùng máu tươi của các ngươi và người thiên ngoại thiên đền bù. Các ngươi sẽ không thành công. Thiên lan nhìn chằm chằm vào đối phương. Nam tử cầm quạt lông khẽ cười một tiếng, nói. Không ai có thể ngăn cản chúng ta. Cho dù là thánh địa thực lực mạnh nhất thế giới này cũng không thể. Tốt, ta không muốn nói nhảm với người. Để người khác thôn phệ, còn không bằng để cho ta tới thôn phệ, ít nhất, ta có thể làm người ít đau đớn. Người đều giết người phía dưới. Vào lúc nam tử cầm quạt tông muốn ra tay, một giọng nói vang lên sau lưng hắn, nam tử cầm quạt công giật mình, một người cầm kiếm xuất hiện sau lưng hắn, một nam tử vác hộp kiếm không trọn vẹn và một nữ tử xuất hiện. Nam tử cùng nữ tử chính bà Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong, ánh mắt Dương Diệp chỉ nhìn nước biển phía dưới. Trên mặt biển là từng mảnh thi thể, rậm rạp chằng chịt, mãi cho đến cuối tầm mắt của hắn. Nước biển đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu làm người ta hít thở không thông. Là chúng ta giết, như thế nào? Nam tử cầm quạt lông dò xét Dương Diệp, hắn nói. Dương Diệp cầm chặt thanh kiếm, hắn cũng giết người, nhưng hắn chỉ giết kẻ địch của mình. Mà không nổi điên đi giết lung tung. Đám huyền giả nghịch loại này giết vì giết, bọn chúng sẽ giết tới khi thế giới này diệt vong, ở trong đó có cả Dương Diệp và người hắn quan tâm. Thời điểm huyền giả nghịch loại xuất thế, hắn và huyền giả nghịch loại đã là kẻ địch của nhau. Thử nghĩ, nếu như những người này tiến vào cổ vực thành sẽ bị tiêu diệt. Ta cảm nhận được nguy hiểm trên người của ngươi. Nam tử cầm quạt lông nói. Nhưng không có sao, ngươi sẽ chết. Không, ta sẽ cho ngươi chết trong đau đớn, bởi vì ta rất chán ghét ngươi, ta ghét nhất người khác trấn định trước mặt ta, giống như tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế của bọn họ. Nói xong, nam tử cầm quạt lông muốn động thủ, bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn cách đó vài trăm dặm. Phát hiện nhanh như vậy, đáng chết, không thể ăn một mình. Rất nhanh, có mấy bóng đen bay về hướng đám người Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Mục Thanh Phong co rụt lại, nói. Là huyền giả nghịch loại, rất nhiều người trong bọn họ phát hiện truyền tống trận đi thông từ thánh địa tới huyền giả đại lục. Ha ha, thiệt nhiều khí tức sinh mệnh, còn nhiều hơn cả thánh địa, lão tử còn chưa giết đủ. Người áo đen cầm đầu cười nói. Một đạo kiếm minh vang vọng bầu trời. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lúc này đã biến mất tại chỗ, mọi người hoảng hốt, vội vàng nhìn về phương xa, chỉ thấy bóng đen cầm đầu đã rơi xuống. Lúc hắn rơi xuống lại có một đạo kiếm quang quét qua, bóng đen kia biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người kinh hãi, kể cả mấy người nam tử cầm quạt lông cũng như vậy. Miểu sát. Một kiếm miểu sát một huyền giả nghịch loại bán thánh. Sắc mặt của nam tử cầm quạt lông vô cùng ngưng trọng. Phía chân trời, Dương Diệp đang chuẩn bị ra tay, lúc này, nam tử cầm quạt lông và 4 gã huyền giả nghịch loại sau lưng hắn ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, lại có tầm 10 bóng đen xuất hiện sau lưng nam tử cầm quạt lông. 15 tên huyền giả nghịch loại. Đám người nam tử cầm quạt lông cũng không có động thủ, mà là nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Tuy bọn họ muốn giết người, nhưng lại không ngốc, người trước mắt có thể một kiếm miểu sát người của bọn họ. Như vậy đại biểu thực lực của đối phương đã vượt qua bất cứ người nào trong bọn họ. Ngươi là ai? Nam tử cầm quạt lông trầm giọng nói. Dương Diệp nói.
ban đầu ta có phần đồng tình khi các ngươi bị trấn áp 10 vạn năm, hiện tại ta đã không đồng tình nữa. Nếu như ta sinh ra sớm 10 vạn năm, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Người thánh địa không phải người tốt lành gì, nhưng đám huyền giả nghịch loại này càng như vậy, huyền giả nghịch loại còn đáng sợ hơn cả thánh địa. Thánh địa trước kia muốn tiêu diệt chính là diệt một mình Dương Diệp mà thôi, cũng không có ra tay với người có quan hệ với Dương Diệp, cũng không có ý định phá hư huyền giả đại lục. Nhưng đám huyền giả nghịch loại này lại khác, huyền giả nghịch loại là kẻ muốn hủy diệt huyền giả đại lục chân chính. Hắn có thể nhìn huyền giả đại lục bị hủy diệt sao? Đáp án là không thể, trên huyền giả đại lục có thân nhân, có người đi theo hắn. Thánh địa muốn diệt, hắn sẽ diệt thánh địa, huyền giả nghịch loại muốn diệt, hắn sẽ giết huyền giả nghịch loại. Ngươi rất mạnh, ta không có nắm chắc đánh chết ngươi. Nam tử cầm quạt lông hung ác nói. Nhưng chúng ta có 15 người, ngươi có thể đánh thắng 15 người chúng ta sao? Dương Diệp lắc đầu, trong mắt hắn xuất hiện một tia xem thường, nói. Tuy Tần Bất Phàm là huyền giả nghịch loại, nhưng trên người hắn có khí chất ngông nghênh, cho dù gặp người mạnh hơn hắn, hắn cũng chưa bao giờ sợ qua. Mà các ngươi, xem ra, trong huyền giả nghịch loại cũng có nhân kiệt và phế vật, mà ngươi chính là phế vật. Muốn so nhiều người sao? Vậy thì so đi. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, 29 khôi lỗi bán thánh xuất hiện tại nơi này. 29 bán thánh trung cấp. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử Thiên Lan của Nhân Ngư tộc và Mục Thanh Phong đồng tử giật mình, tên nam tử cầm quạt lông cũng khiếp sợ không kém, bọn họ kinh hãi nhìn Dương Diệp và 29 khôi lỗi bán thánh. Giết tất cả. Dương Diệp không nói nhảm, hắn ra lệnh cho 29 khôi lỗi bán thánh cùng động thủ. 29 khôi lỗi bán thánh lập tức lao thẳng vào 15 người nam tử cầm quạt, hắn nhanh chóng cau mày, bởi vì 29 khôi lỗi bán thánh lấy nhiều đánh ít nhưng không chiếm được tiện nghi, trái lại, đám người nam tử cầm quạt lông còn có xu thế chiếm thượng phong. 29 khôi lỗi bán thánh đều là bán thánh trung cấp đấy, đám người huyền giả nghịch loại chỉ có nam tử cầm quạt lông tu vị cao nhất, hắn cũng chỉ đạt tới bán thánh trung cấp mà thôi. Hiện tại ta hiểu rồi, không phải huyền giả nghịch loại yếu, mà là ngươi quá mạnh mẽ. Đứng bên cạnh Dương Diệp, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Trước kia Dương Diệp nhiều lần miểu sát huyền giả nghịch loại, từ đó làm cho nàng cảm thấy huyền giả nghịch loại yếu ớt. Hiện tại nàng mới hiểu được, huyền giả nghịch loại cũng không yếu đi, mà là Dương Diệp quá mạnh mẽ. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, những huyền giả nghịch loại này thực lực không kém, thậm chí có thể nói thực rất mạnh, lấy một địch hai không chỉ thành thạo, còn có dấu hiệu áp chế kiếm nô bán thánh. Nếu như mỗi Tần ra tay không phải dùng một kích mạnh nhất, hắn căn bản không có khả năng giết được những huyền giả nghịch loại này, nói cho cùng, hắn có thể miểu sát huyền giả nghịch loại, trừ thực lực bản thân ra, cũng bởi vì đối thủ khinh địch. Đúng thế, huyền giả nghịch loại vừa nhìn thấy hắn là hoàng giả cảnh lục phẩm nên đều sinh ra lòng khinh thị. Chờ tới khi hắn xuất kiếm, đối thủ mới có phòng bị, hơn phân nửa là không kịp. Bởi vì kiếm của Dương Diệp rất nhanh, rất mạnh. Dương Diệp cũng gia nhập chiến đấu, như hắn suy nghĩ, không có ở thi triển một kích chí mạng và quang tốc kiếm cùng thiên tuyệt kiếm, hắn rất cố sức khi đối phó huyền giả nghịch loại. Đương nhiên, dựa vào kiếm ý thập nhị trọng đỉnh phong và man thần giáp cũng có thể gia tăng lực lượng và phòng ngự bản thân, cho dù không cần một kích mạnh nhất, những huyền giả nghịch loại kia cũng không thể thắng hắn. Khi Dương Diệp gia nhập chiến đấu, thế cục lập tức chuyển biến, bởi vì trong huyền giả nghịch loại đã bắt đầu có người chết. Không đến một phút đồng hồ, huyền giả nghịch loại bên chỉ còn lại 5 người, mà Dương Diệp còn có 25 khôi lỗi bán thánh, đó là bởi vì Dương Diệp gia nhập cuộc chiến chế trụ huyền giả nghịch loại, bằng không 29 khôi lỗi bán thánh sẽ bị diệt tất cả. Quay trở lại thánh địa. Nam tử cầm quạt và ông tức giận hạ lệnh, bởi vì cứ đánh tiếp, chính hắn cũng chết tại nơi này. 4 người phía sau hắn không dám đánh tiếp, bọn họ muốn rút đi. Phế vật. Đúng lúc này. Đột nhiên có tiếng quát phẫn nộ vang lên, âm thanh như sấm vang vọng không gian. Nghe âm thanh này, sắc mặt nam tử cầm quạt lông biến hóa, nhưng cũng không dám rút đi. Dương Diệp cũng giật mình, ở trước mặt hắn, xuất hiện một lão giả áo đen, trong tay lão giả nắm bắt một khôi lỗi bán thánh, khôi lỗi bán thánh không có năng lực phản kháng trong tay lão giả. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khôi lỗi bán thánh trong tay lão giả áo đen trực tiếp hóa thành cho tàn. Dương Diệp dùng mình, lão giả áo đen trước mắt cho hắn cảm giác không giống Hà Chí Tôn cùng Nhân Nhân, nhưng hắn vẫn cảm giác uy hiếp trên người lão giả.
là cường giả cấp trưởng lão trong huyền giả nghịch loại. Bên cạnh Dương Diệp, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Trong huyền giả nghịch loại, mạnh nhất chính là đạo đế từ thiên giả, tiếp theo là 10 đại thần tướng, thực lực 10 đại thần tướng đều là bán thánh cao cấp, tương đương với Hà Chí Tôn. Xuống nữa là trưởng lão, chúng ta không biết có bao nhiêu trưởng lão, tuy mỗi một trưởng lão đều mặc áo bào đen, theo thánh địa chúng ta suy đoán, những trưởng lão này có lẽ cũng đều là bán thánh cao cấp, nhưng thực lực của bọn họ không mạnh bằng 10 đại thần tướng, đó là do công pháp cùng thiên phú. Ánh mắt lão giả áo đen nhìn lên người Dương Diệp một vòng, sau đó ánh mắt nhìn ra xa xa, chỗ đó là phương hướng Nam Vực, là cổ vực thành. Không nghĩ tới, nơi này còn có nhiều người sống như thế. Trong mắt lão giả áo đen sinh ra một tia tham lam. Nơi này đúng là thiên đường nhân gian. Tại đây sẽ là địa ngục của ngươi. Dương Diệp nói xong câu này, hắn rút cổ sao kiếm ra, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía lão giả áo đen. Trảm thiên bạt kiếm thuật, 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra vào nhau, tăng thêm một kích chí mạng và quang chi kiếm tạo thành 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Một kiếm này mới là một kích mạnh nhất của Dương Diệp. Kiếm khí xé rách không gian, chưa tới một phần ngàn giây đã tới trước mặt lão giả áo đen, nhìn thấy đạo kiếm khí này, sắc mặt lão giả áo đen thay đổi, hiện tại hắn mới biết, hắn đã xem nhẹ hoàng giả cảnh như con sâu cái kiến trước mặt. Phanh! Lão giả áo đen bị đánh bay ra ngoài, hắn bay ra gần ngàn trượng mới dừng lại. Đám người nam tử cầm quạt lông ngây ra như phỗng. Làm càn! Phía chân trời, lão giả áo đen gào lên giận dữ, sau đó hắn vung bàn tay khô héo về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một chảo này, Dương Diệp nhắm mắt lại. Hắn cho rằng một kích mạnh nhất của mình có thể giết lão giả áo đen, nhưng hắn không nghĩ tới, một kiếm này chỉ làm đối phương bị thương mà thôi. Chỉ một kiếm, Dương Diệp đã hiểu, thực lực đối phương còn trên hắn. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn lại rút kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra khỏi cổ sao trong tay Dương Diệp, nó va chạm với một chảo của đối phương, sau đó cả hai đạo công kích đều biến mất. Dương Diệp xuất ra trấn giới thạch, không có trấn giới thạch. Hắn căn bản không cách nào chiến thắng người cao hơn hắn hai cấp bậc. Sau khi trấn giai thạch xuất hiện, lão giả áo đen nao nao, trong mắt bắn ra thần thái ngưng trọng. Không ngờ là trấn giới thạch, vật ấy lại nằm trong tay ngươi, khó trách trong thời gian chúng ta đại chiến với thánh địa, bọn họ không dùng tới vật này. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn động thủ, một bóng đen tại xuất hiện trên hải đảo xa xa. Lại là huyền giả nghịch loại. Hiện tại không chỉ Dương Diệp cau mày, cho dù là lão giả áo đen cùng nam tử cầm quạt lông cũng cau mày. Bóng đen trên đảo bay lên trời, không đến mấy giây đã có hơn 40 nghịch loại xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp. Hơn 40 huyền giả nghịch nhìn thấy đám người lão giả áo đen cũng nao nao, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới đám người lão giả áo đen lại xuất hiện lại đây. Nhìn thấy hai nhóm người đối phương như vậy, Dương Diệp cau mày, trực giác nói cho hắn biết, vấn đề không đúng. Tại sao các ngươi tới đây? Lão giả áo đen trầm giọng hỏi. Đuổi giết một ít người thánh đường chạy đến. Một người trong đó trả lời. Lão giả áo đen nhắm mắt lại, sau đó nhìn về phía nam tử cầm quạt lông, nói. Ngươi thì sao? Nam tử cầm quạt lông chỉ vào Mục Thanh Phong, nói. Đuổi giết nàng. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Dương Diệp rung động, sau đó Mạc Lão cùng Lục Đạo xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nhìn thấy Mạc Lão cùng Lục Đạo. Sắc mặt đám người lão giả áo đen thay đổi, lão giả áo đen trầm giọng nói. Hiểu rồi, đây là thánh địa cố ý dẫn chúng ta tới đây, mục đích là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhua với đám người huyền giả đại lục. Thánh địa cố ý dẫn huyền giả nghịch loại tới. Dẫn họa sang nơi khác, mượn đao giết người. Sắc mặt Dương Diệp cực kỳ khó nhìn. Đúng lúc này, Lục Đạo cùng Mạc Lão lại quay đầu nhìn về hướng cổ vực thành, Lục Đạo nói. Không tốt. Có cường giả từ bên ngoài xuất hiện tại cổ vực thành. Là huyền giả nghịch loại. Dương Diệp hỏi. Là người thánh địa, mắc lừa, thánh địa không phải muốn bắt tay giảng hòa với ngươi, bọn chúng muốn huyền giả đại lục cùng huyền giả nghịch loại tàn sát lẫn nhau, bọn họ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.